Chào mừng các bạn đã nghe chuyện tại truyện hay.com. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một đăng ký kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Châu, chế bá toàn vũ trụ cân vớt. Chương 116, Broly khôi phục lý trí. Bô bô, đền đê dùng 5x tinh ngữ ước nguyện. Cái cuối cùng nguyện vọng, nhường trừ Piccolo cùng thiên thần hết thảy người 5x, trở lại bọn họ mẫu tinh 5x tinh. Được rồi, Polunga âm thanh truyền xuống rồi. Bạch, nhất thời. Hiện trường hết thảy người Namek cùng biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí, liền ngay cả thần long Polunga cùng cái kia 7 viên long châu, cũng đồng dạng là loáng một cái liền biến mất. Đại trưởng lão cùng hết thảy người Namek trở về đến bọn họ tinh cầu, Namek tinh. Su Fan, người trong này phong ấn một người sao? Bulma tò mò hỏi, hắn gọi Broly, ta vậy thì đem nàng thả ra. Su Fan nhẹ nhàng gật đầu, hắn sẽ không chung quanh làm ác đi. Bulma có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, hắn là cái người tốt. Su Fan cười cười, đẩy ra cái nắp. Bạch, Broly bóng người loáng một cái, hiện lên ở trên mặt đất. Tiếp theo, Broly hết nhìn đông tới nhìn tây, đang nhìn đến Su Fan sau khi, không nhịn được gãi đầu một cái. Broly, lần này ta đã thông qua thần long ước nguyện, nhường ngươi sau khi biến thân không lại bạo tẩu. Su Fan quay về Broly nói. Thật sự sao? Broly sừng sốt một chút. Người biến thân thử xem. Su Fan gật gù, Broly do dự chốc lát, rốt cục vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Ầm ầm, tiếp theo, Broly thân thể trở nên khôi ngô lên, chính là viên hóa hình thái. Sau đó, Broly cẩn thận tỉ mỉ chính mình thân thể, con mắt bên trong nhưng là không hề có một chút mê man. Quá tốt rồi, ta rốt cục khôi phục lý trí. Thật sự rất cảm tạ ngươi, Su Fan. Broly kinh hỉ nói, ta cũng hy vọng có thể có như ngươi vậy bạn tốt. Su Fan hơi cười. Broly gật gù, sau đó một quãng thời gian, Su Fan cùng Broly tu luyện bắt đầu. Hai người trải qua nhiều lần giao chiến sau khi, lẫn nhau trong lúc đó cũng thành lập thâm hậu tình bạn. Broly, hiện tại ngươi muốn làm là, đến các nơi trên thế giới đi lữ hành, được thêm kiến thức. Su Fan vỗ vỗ Broly vai. Được rồi Su Fan, ta cái gì đều nghe ngươi. Broly gật gù, đi đi, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi trở về. Su Fan cười cười. Được, Broly tạm thời rời đi, nhưng các nơi trên thế giới lữ hành. Sau đó, Su Fan lại để cho Son Goku lại đây đặc huấn, cũng thành công nhường Son Goku biến thành siêu Saiya. Hơn nữa, Su Fan cũng từ Son Goku trên người, lại đạt được 500 danh vọng giá trị. Đương nhiên, Su Fan cũng không có buông tha Son Gohan. Vì để cho Son Gohan theo chính mình đặc huấn, Su Fan còn cố ý đi tìm Chi Chi một chuyến, đơn độc cùng nàng hàn huyên tán gẫu. Cuối cùng, ở Su Fan giao động cùng đồng ý bên dưới, Chi Chi lúc này mới đáp ứng, chờ đến người nhân tạo sự kiện kết thúc sau, liền để Son Gohan tiến hành học nghiệp, không tu luyện nữa. Đối với này, Su Fan cũng không có cái gì dễ bàn, lúc này đồng ý Chi Chi yêu cầu. Son Gohan cũng là ở Su Fan chỉ đạo bên dưới, rốt cục biến thành siêu Saiya, cũng từ trên người hắn thu được hơn 400 điểm danh vọng giá trị. Nhìn Son Goku, Son Gohan, Vegeta ba cái người Saiya đều biến thành siêu Saiya, Piccolo nhưng là không làm sao bình tĩnh. Này một ngày, Piccolo cũng đến Su Fan. Su Fan, ta cũng muốn cùng ngươi tu luyện, hy vọng ta có thể có đột phá mới. Piccolo nói, Piccolo, kỳ thực ngươi muốn tăng lên biện pháp tốt nhất, chỉ có một cái. Su Fan nhìn Piccolo nói, biện pháp gì? Piccolo hỏi, cùng thiên thần một lần nữa hợp làm một thể. Su Fan nói, cái gì? Ngươi nhường ta cùng thiên thần hợp làm một thể. Piccolo thất thanh la lên, đó là không thể. Ta căm hận nhất người chính là cái kia lão gia hỏa. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Su Fan cười nhạt một tiếng, có điều nếu muốn đánh bại siêu Saiya, biện pháp duy nhất chính là cùng thiên thần một lần nữa hợp thành một người. Piccolo, thời gian trôi qua từng ngày. Hai tháng qua đi, Su Fan, ta thật giống mang thai. Bulma nâng chính mình cái bụng, quay về Su Fan nói. A, không thể nào, Su Fan lấy làm kinh hãi. Nếu như Bulma hiện tại mang thai, thời gian hoàn toàn đúng không lên A? Không đúng, cũng không phải thật giống, là thật sự mang thai, người xem, chỉ là đi bệnh viện kết quả kiểm tra. Bulma đưa cho Su Fan một cái xét nghiệm đơn. Su Fan nhìn lướt qua, rất nhanh liền kết luận Bulma mang thai sự thực. Làm sao bây giờ, Su Fan, Bulma cười khổ nói, lẽ ra đây là một cái hài lòng sự tình mới đúng. Có điều ta cũng biết cùng tương lai trăng không giống hảo đây. Thật giống hắn so với tương lai trăng sẽ ra đời sớm hơn một năm đây.
Đã có, đương nhiên muốn sinh ra được. Su Fan khẳng định nói, cái kia, chúng ta còn gọi hắn Trăng sao? Bulma hỏi, xem trước một chút là nam hài vẫn là nữ hài đi. Su Fan trầm ngâm nói, bởi vì tương lai Trăng đến, chúng ta cái thời đại này đã là phát sinh thay đổi. Được rồi, ta đều nghe ngươi. Bulma gật gù, thời gian 3 năm không dài không ngắn. Rất nhanh, khoảng cách hai cái người nhân tạo sinh ra tháng ngày, cũng là càng ngày càng gần. Mà ở 3 năm nay thời gian bên trong, Su Fan cũng rốt cục tập hợp 5.000 danh vọng giá trị, cũng thành công hợp thành viên hóa siêu Saiya. Mặt khác, 3 năm thời gian, Su Fan cơ sở sức chiến đấu cũng là tăng trưởng đến một cái trình độ đáng sợ. Không sai, trải qua 3 năm thời gian sức chiến đấu tự mình tăng trưởng, Su Fan sức chiến đấu đã đạt đến hơn 100 triệu độ cao. Hơn nữa này vẫn là cơ sở sức chiến đấu, nếu như lại biến thân thành siêu Saiya, nhưng là có 50 ức, sử dụng viên hóa giới vương quyền, có thể để cho sức chiến đấu tăng lên tới 500 ức, nếu là sử dụng là viên hóa siêu Saiya, 2.500 ức sức chiến đấu. Có thể nói, hiện tại Su Fan căn bản là không e ngại Cell, dù cho là hoàn toàn thể Cell, nghĩ muốn tiêu diệt hắn cũng rất dễ dàng. Hoặc là nói, coi như hiện tại ma nhân Bu từ trong phong ấn đi ra, Su Fan cũng có tự tin đánh bại hắn. Ngày 12 tháng 5, 9 giờ sáng tả hữu, Su Fan đã là mang theo Son Goku đám người xuất hiện ở nam bộ đô thị một cái trên hòn đảo nhỏ. Căn cứ Trăng nói tới, người nhân tạo sẽ ở này một ngày xuất hiện. Đúng rồi Goku, trái tim của ngươi khỏi bệnh rồi sao? Krillin hỏi, ta vẫn không có được bệnh tim đây. Son Goku nói, a, không thể nào, Trăng không phải đã nói rồi sao? Ngươi nên là ở một năm trước đến bệnh tim. Krillin có chút giật mình hỏi, có lẽ, Trăng từ tương lai đến chúng ta cái thời đại này, đã là nhường lịch sử phát sinh thay đổi. Piccolo suy đoán, như vậy a, Krillin gật gù, vừa nhìn về phía Su Fan, hỏi, có điều nói đi nói lại. Su Fan, ngươi hiện tại nên hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt cái kia hai cái người nhân tạo đi. Lần này xuất hiện kẻ địch, ta tạm thời không dự định chiến đấu. Su Fan nói, chương 117, người nhân tạo xuất hiện. A, tại sao? Krillin kinh ngạc hỏi, liền ngay cả Son Goku cũng là giật mình nhìn Su Fan. Đối với các ngươi tới nói, lần này người nhân tạo sự kiện, sẽ nhường thực lực của các ngươi tăng lên một nấc thang. Su Fan nói, nếu như chuyện gì đều do để ta giải quyết. Sau đó vạn nhất xuất hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ đây? Su Fan nói đúng, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Son Goku nghiêm nghị gật gù. Đúng rồi, Vegeta đây. Vegeta tại sao không có đến? Krillin hết nhìn đông tới nhìn tây, không có phát hiện Vegeta bóng người. Vegeta nhất định sẽ đến, hắn tu luyện thời gian dài như vậy, cũng hy vọng có thể cùng người nhân tạo một trận chiến đi. Son Goku cười nói, đang nói chuyện. Phía trước phun khí thức máy bay trực thăng vang lên. Su Fan định thần nhìn lại, thình lình phát hiện Bulma mang theo Tiểu Trăng ngồi ở trong phi cơ diện, chính hướng về bên này bay tới. Đùng, Bulma máy bay hạ xuống rồi. Máy bay cửa máy mở ra, Tiểu Trăng từ trong phi cơ diện bay ra. Ba ba, ôm một cái, Tiểu Trăng bay nhào đến Su Fan trong ngực. Bây giờ, Tiểu Trăng đã một tuổi hơn 4 tháng. Tiểu Trăng nói chuyện tương đối sớm. Hiện tại đã có thể đơn giản gọi, ba ba, cùng, mẹ. Su Fan ôm Tiểu Trăng, khẽ vuốt đầu của hắn. Bulma, người tới làm gì? Su Fan nhìn về phía Bulma. Hì hì, ta đến nhìn người nhân tạo nha, yên tâm đi, ta liếc mắt nhìn liền trở về, sẽ không sao. Bulma hì hì cười, Su Fan không có phản đối. Lấy Su Fan hiện ở thực lực, coi như là xuất hiện người nhân tạo, dù cho là Cell, hắn cũng có lòng tin bảo vệ Bulma an toàn. Mấy giờ rồi? Krillin hỏi, 10:20 nhiều. Piccolo nói, Trăng không phải đã nói rồi sao? Buổi sáng 10 tả hữu cái kia hai cái người nhân tạo sẽ xuất hiện sao? Hiện tại cũng đã là 10:20 nhiều, tại sao vẫn chưa xuất hiện? Krillin đăm chiêu, nếu như thật sự như Trăng nói như vậy, cái kia hai cái người nhân tạo mạnh mẽ như vậy lời, chúng ta nên có thể cảm ứng được hơi thở của hắn đi. Tiên Shinhan nói, bởi vì là người nhân tạo. Vì lẽ đó không có khí tức đi. Son Gohan nói một câu. Gohan nói không sai, người nhân tạo là không có khí tức. Su Fan gật gù, ầm ầm ầm. Đang lúc này, chỉ nghe được xa xa trong thành phố truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một luồng khói xanh từ bên trong xông ra. Ở bên kia có động tĩnh. Son Goku vội vàng nói, đi, qua xem một chút. Piccolo quyết định thật nhanh. Xèo xèo xèo.
Son Goku xông lên trước xông ra ngoài, Piccolo cũng là theo sát phía sau, Krillin, Son Gohan cùng Tiên Shinhan cũng là theo ở phía sau. Chỉ có Su Fan không có động, lưu ở hiện trường. Su Fan, người không đi sao? Bulma hỏi, ta nếu như muốn giết chết cái kia hai cái người nhân tạo, thực sự quá dễ dàng, chuyện như vậy vẫn là giao cho Goku bọn họ đi. Su Fan nói, cũng tốt, Bulma nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay về Su Fan nói, đúng rồi Su Fan, nhưng Tiểu Trăng giữ lại đuôi, thật sự tốt sao? Hắn sẽ không giống Goku như vậy biến thành cự viên sau mất đi lý trí đi. Ta đều sẽ không mất đi lý trí, huống hồ là ta mà nhi. Su Fan cười cười, yên tâm đi, sẽ không sao. Coi như hắn thật sự mất đi lý trí, ta có thể nghĩ biện pháp đi Namek Tinh một chuyến, thông qua thần long nhường nhi tử khôi phục lý trí. Cũng đúng, Bulma gật gù, các loại tiểu trăng lại to lớn, ta liền cẩn thận huấn luyện hắn, nhường hắn trở thành vượt qua ta chiến sĩ. Su Fan nói, Bulma đối với hài tử quản giáo. So với Chi Chi muốn lỏng nhiều lắm. Phía trước trong thành thị, Son Goku đám người rốt cục tìm đến cái kia hai cái người nhân tạo. Chính là người nhân tạo số 19 cùng số 20. Ở Son Goku bắt chuyện dưới, hai cái người nhân tạo quyết định theo Son Goku rời đi thành thị, đến chỗ khác chiến đấu. Xèo xèo xèo, Son Goku đám người và hai cái người nhân tạo bay lên bầu trời, hướng về xa xa bay đi. Không đến bao lâu, ở hai cái người nhân tạo đề nghị ra, song phương hạ xuống rồi đến một chỗ trong bãi đá. Son Goku, chúng ta chờ thời khắc này đã rất lâu. Số 20 cười tủm tỉm nhìn Son Goku. Đúng không, cũng là bởi vì ta tiêu diệt Red Ribbon quân đoàn. Son Goku khẽ cười nói, từ trước đây thật lâu, chúng ta Red Ribbon quân đoàn ngay ở nghiên cứu người nhân tạo, ra sao người nhân tạo có thể đánh bại ngươi. Số 20 cười lạnh nói, trải qua chúng ta nhiều lần nghiên cứu, rốt cục tìm đến đối phó ngươi biện pháp. Như vậy, các ngươi cũng nghiên cứu qua Su Fan sao? Krillin hỏi, Su Fan, là ai? Số 20 sửng sốt một chút, không rõ nhìn về phía Krillin. Ngươi liền Su Fan là ai cũng không biết sao? Krillin cười, không biết, không cần phải thế biết. Số 20 cười nhạt một tiếng, nói, trải qua Son Goku cùng Piccolo một trận chiến, chúng ta cơ bản có thể suy tính ra Son Goku cơ bản thực lực, cân nhắc đến trưởng thành theo tuổi tác, hắn còn có nhất định trưởng thành không gian. Chúng ta vì thế cũng làm ra nhất định nghiên cứu. Người không biết Su Fan, đây chính là chí mạng tồn tại. Piccolo thản nhiên nói, có ý gì, số 20 không rõ, hoặc là thay cái vấn đề. Son Goku tự tin cười, người biết Siêu Saiya sao? Siêu Saiya, số 20 ngẩn người, ầm ầm. Son Goku lúc này trên người ánh vàng tỏa ra, tóc dựng đứng lên, biến thành Siêu Saiya. Cái gì? Người nhân tạo số 19 cùng số 20 con ngươi co rụt lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Son Goku. Nhìn thấy bọn họ giật mình khuôn mặt, ta liền yên tâm. Krillin thở phào nhẹ nhõm, chấm chấm chấm, Su Fan, ngươi không đi chiến đấu, Goku bọn họ thật sự được không? Bulma ân cần hỏi han, sẽ không sao, Su Fan gật gù, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cái kia, Su Fan ngươi sau đó có tính toán gì? Bulma hỏi, Bulma. Người biết tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu vị trí sao? Su Fan hỏi, vừa nãy, Su Fan cũng thông qua thiên thần quan sát, nhìn đến xuất hiện người nhân tạo số 19 cùng số 20. Như vậy Su Fan có thể kết luận, số 17 cùng số 18 còn ở phòng nghiên cứu ngủ say đây. Tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu, ta nhớ tới ở nhà khoa học trong tạp chí gặp một lần, đại thể vị trí biết. Bulma gật gù, đi thôi, mang ta đi nhìn. Su Fan nói, ta... Tại sao muốn đi tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu đây? Bulma không hiểu hỏi, ta nghĩ, ở tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu bên trong, nhất định có rất nhiều có giá trị tư liệu nghiên cứu, không bằng qua đi nhìn nhìn đây. Su Fan cười cười, được rồi, nghe ngươi. Bulma không có phản đối. Sau đó, Su Fan ôm Tiểu Trăng, lên Bulma máy bay. Máy bay khởi động, hướng về tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu phương hướng nhanh chóng bay đi. Chương 118, tỉnh lại số 18, chắc là khoảng 20 phút, nên liền ở đây phụ cận, vị trí cụ thể ta liền không biết. Bulma quay về Su Fan nói, tốt, chính ta tìm xem. Su Fan quay về Bulma gật gù, cũng nặn nặn Tiểu Trăng tay nhỏ, ba muốn rời khỏi một hồi, nhớ tới bảo vệ tốt mẹ nha. Tiểu Trăng như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Su Fan từ trong phi cơ bay ra, ở chung quanh đây triển khai tìm tòi. 5 phút sau.
Su Phan ở một chỗ giữa sườn núi vị trí, tìm đến phòng nghiên cứu lối vào cửa lớn. Su Phan bay đến Bulma bên người, ôm Bulma cùng Tiểu Trăng, ở phòng nghiên cứu lối vào hạ xuống rồi. Đây chính là tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu sao? Vị trí này thật là bí mật. Bulma nói, Su Phan một quyền qua đi, trực tiếp đập vỡ tan cửa lớn đóng cửa, cũng đẩy ra cửa lớn. Phòng nghiên cứu bên trong đen kịt một màu. Bất qua đối với Su Phan tới nói, tất cả những thứ này đều không phải sự tình. Su Phan vẫy tay, trong tay nhiều một cái phát sáng năng lượng đạn, rọi sáng toàn bộ phòng nghiên cứu. Bulma cũng là ôm Tiểu Trăng, cẩn thận từng ly từng tí một theo vào. Nha, Bulma đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Su Phan vội vã ân cần hỏi han. Su Phan, ngươi xem, trong này có người. Bulma vội vã chỉ bên người một cái tương tự quan tài đồ vật. Su Phan phóng tầm mắt nhìn sang, phát hiện này trên quan tài viết một cái, 18. Lại nhìn nhân vật ở bên trong, là một cái dung mạo rất đẹp đẽ nữ hài, nắm giữ màu vàng mái tóc, không phải là số 18 sao? Là cô gái, nàng chết sao? Bulma có chút sợ sệt hỏi. Nàng nên cũng là người nhân tạo, có điều vẫn không có khởi động. Su Phan nói, Su Phan, mau nhìn bên kia còn có hai cái quan tài đây. Bulma thất thanh nói, Su Phan theo Bulma nói nhìn sang. Bên kia hai cái trong quan tài, quả không đúng vậy có hai người, chính là người nhân tạo số 17 cùng số 16. Bọn họ cũng là người nhân tạo sao? Bulma kinh ngạc thốt lên. Không sai, cũng là người nhân tạo. Su Phan gật gù, cái kia muốn đem bọn họ đều phá hoại sao? Bulma hỏi, Trăng đây, Su Phan phát hiện Bulma trong ngực Trăng, không biết lúc nào không gặp. Ta, hắn lúc nào rời đi ta? Ta vừa nãy quá sợ sệt. Không có chú ý, Bulma hoa dung thất sắc, không có chuyện gì, Trăng là người sai ya, ném không? Su Phan an ủi, Tiểu Trăng, hắn ở bên kia, Bulma nhìn chung quanh một chút, sau đó phát hiện Tiểu Trăng chính nằm nhòi số 18 trên quan tài, hướng về bên trong hiếu kỳ quan sát đây, vội vã kinh hô, Tiểu Trăng nguy hiểm, chớ lộn xộn nha. Tiểu Trăng quay đầu lại nhìn mẫu thân một chút, chỉ có điều, Tiểu Trăng tay nhỏ, nhưng là không cẩn thận đặt tại khởi động nút bấm lên. Đùng, đang lúc này, bên trong quan tài số 18 đột nhiên mở hai mắt ra. Nha, nàng mở mắt ra rồi. Bulma kinh ngạc thốt lên. Không có chuyện gì, coi như nàng khởi động, cũng không phải là đối thủ của ta. Su Phan tiến lên ôm lấy Bulma, cũng đem Tiểu Trăng cũng cho kéo trở lại. Sau một khắc, chỉ thấy số 18 đẩy ra nắp hòm, cũng từ bên trong đi ra. Số 18 cấp tốc nhìn chung quanh tả hữu, cuối cùng đưa ánh mắt định ở Su Phan trên người. Hừ, hóa ra là Yamcha, người đối với ta không có cái gì uy hiếp. Số 18 hừ lạnh một tiếng, nhìn Su Phan nói cho ta, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiến sĩ Zero người đâu? Tiến sĩ Zero đang cùng Son Goku bọn họ giao chiến. Su Phan thản nhiên nói, hóa ra là như vậy, nói như vậy, là các ngươi không cẩn thận đem ta khởi động. Số 18 hơi cười, thực sự là rất cảm tạ. Không cần khách khí, Su Phan cười cười. Các ngươi có thể đi. Số 18 hạ lệnh trục khách, đương nhiên, ngươi nếu như lưu lại ta cũng không cũng phản, có điều nếu như ta tâm tình không tốt, ta có thể sẽ giết các ngươi. Su Phan cười bỏ qua, không nói thêm gì. Số 18 nói xong lời này, chính là không tiếp tục để ý Su Phan, mà là ánh mắt quét về phía người nhân tạo số 17. Tiếp theo, số 18 đi tới, ấn xuống số 17 khởi động nút bấm. Đùng, số 17 mở hai mắt ra. Su Phan. Nàng lại khởi động một cái người nhân tạo. Bulma nhỏ giọng nói, yên tâm đi Bulma, coi như trời sập xuống, cũng có ta chống đây. Su Phan quay về Bulma an ủi, ngươi thật sự có nắm đánh bại nàng sao? Bulma không làm sao yên tâm. Su Phan nhẹ nhàng gật đầu. Đùng, lúc này, số 17 cũng là từ trong quan tài đi ra. Số 17 nhìn Su Phan, lại nhìn Bulma, sau đó lại nhìn số 18. Sau đó... Số 17 hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhưng là treo ý cười nhàn nhạt. Số 17, ngươi cũng thức tỉnh. Số 18 mặt mỉm cười. Số 18, là ngươi khởi động ta sao? Số 17 hỏi, là, số 18 gật gù, nghe bên kia Yamcha nói, tiến sĩ Zero đang cùng Son Goku bọn họ chiến đấu đây. Hai người bọn họ không cẩn thận chạm được khởi động nút bấm, nhường ta khởi động. Đúng không? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Số 17 nhưng là nhẹ nhàng cười, tiếp theo quay về số 18 thấp giọng nói,
người có biết hay không tiến sĩ Zero khẩn cấp phanh lại hộp điều khiển từ xa ở đâu? Tìm một chút đi, hắn đi ra ngoài cùng Son Goku chiến đấu, hẳn là đem mình cũng cải tạo thành người nhân tạo, hắn không thể bên người mang theo cái kia đồ vật mới đúng. Số 18 suy đoán, người nói không sai, số 17 khẽ gật đầu, hai người các ngươi còn không dự định rời đi sao? Số 18 nở nụ cười xinh đẹp, nhìn Su Fan hỏi. Đang tìm cái này sao? Su Fan nhưng là giơ tay lên, trong tay nhiều một cái hộp điều khiển từ xa. Vừa nãy Su Fan liền nhìn đến cái này hộp điều khiển từ xa, chính là có thể để cho hai cái người nhân tạo đình chỉ hành động cái kia. Su Fan tiện tay liền đem hộp điều khiển từ xa cho nắm ở trong tay. Khi thấy Su Fan trong tay hộp điều khiển từ xa sau, hai cái người nhân tạo trên mặt đều là đột nhiên biến sắc. Sau một khắc, hai người liền dự định tiến lên cướp hộp điều khiển từ xa, thế nhưng lại lo lắng Su Fan ấn xuống hộp điều khiển từ xa, nhường bọn họ đình chỉ. Ngươi tốt nhất không cần loạn đến. Số 17 đều sắp tức giận, đem hộp điều khiển từ xa lấy tới. Số 18 càng là gấp hoa dung thất sắc, răng rác, Su Fan trong tay thoáng một dùng sức. Nhất thời, hộp điều khiển từ xa chia 5 xẻ 7 đi phin đô, hóa thành tốt cái mảnh vỡ, đã là triệt để hủy diệt. Ngươi làm gì? Số 18 giật mình nhìn Su Fan. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Số 17 cũng là trợn to hai mắt. Vật này có thể để cho các ngươi đình chỉ hành động đi. Ta cảm thấy đối với các ngươi không công bằng. Su Fan cười bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Hai cái người nhân tạo đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này người sẽ hủy diệt bọn họ vì đó kiêng kỵ hộp điều khiển từ xa. Chương 119, ôm lấy số 18. Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi tự do. Su Fan cười nói, ta biết các ngươi đều là người tốt, hy vọng các ngươi không muốn tùy ý giết người. Hừ, Yamcha, ngươi thật sự cho rằng, ngươi hủy diệt hộp điều khiển từ xa, chúng ta là có thể coi ngươi là thành ân nhân cứu mạng sao? Số 17 lạnh lùng nói, làm sao, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Su Fan cười nhạt một tiếng, khiêu chiến, lời này ngươi nói đến còn rất tự tin mà. Số 17 cười tủm tỉm nói, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài chiến đấu đi. Su Fan chào hỏi, ồ, ngươi sẽ không là nhận thật sao? Số 17 cũng là đột nhiên hứng thú, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, ta liền để ngươi mở mang, người nhân tạo mạnh mẽ. Sau một khắc, Su Fan cùng hai cái người nhân tạo đến đi ra bên ngoài. Số 18, ngươi đi đối phó hắn đi. Số 17 quay về số 18 nói, đối phó loại này ra hỏa, căn bản không cần ta đến ra tay. Được rồi, ta tới thu thập hắn một trận. Số 18 hơi cười, nhìn Su Fan nói, có điều nể tình là các ngươi tỉnh lại ta, ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ở chiến đấu trước đây, có chuyện ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Su Fan cười, nói, chuyện gì? Số 18 tò mò hỏi, ta không phải Yamcha, tên của ta gọi Su Fan. Su Fan trên mặt treo ý cười. Su Fan, có khác nhau sao? Số 18 nhàn nhạt cười. Su Fan, cố gắng giáo huấn nàng. Bulma quay về Su Fan giơ quả đấm. Su Fan ngoái đầu nhìn lại cười. Đến đi, Su Fan. Số 18 hướng về phía Su Fan ngoắc ngoắc tay. Bạch, Su Fan hướng về số 18 phương hướng nhanh chóng mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhường số 18 hoa dung thất sắc. Chỉ là nhoáng lên dưới, Su Fan liền xuất hiện ở số 18 đối diện diện. Đùng, Su Fan một cái tóm chặt số 18 cổ áo. Su Fan dùng trán của chính mình, va chạm ở số 18 trên đầu. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, số 18 lúc đó liền lảo đảo bay ngược ra ngoài, thân thể xuyên thấu phía sau phòng nghiên cứu. Ầm, phòng nghiên cứu sụp đổ, xốc lên một đám lớn bụi bặm. Bulma đều sợ đến kinh ngạc đến ngây người, ôm chặt lấy Tiểu Trăng. Tiểu Trăng nhưng là vung vẩy quả đấm nhỏ, tựa hồ nhìn rất mức nghiện. Số 17 vẻ mặt ngạc nhiên, một mặt khiếp sợ, nhưng hắn không nghĩ đến là, cái này gọi Su Fan nam nhân, lại mạnh mẽ như vậy. Đang lúc này, số 18 vọt lên bầu trời, một mặt tức giận nhìn Su Fan. Số 18 áo khoác, trải qua mới vừa va chạm sau, đã là tổn hại. Lúc này, số 18 đem cái kia áo khoác cởi, ném đến phòng nghiên cứu phế tích bên trong, chỉ để lại một cái đường nét tê sớt. Đã như thế, số 18 hoàn mỹ vóc người, cũng là trên không trung hoàn chỉnh thể hiện rồi đi ra. Trước mặc một bộ áo khoác, không có hiện tại đẹp đẽ. Đương nhiên, Su Fan ngay ở trước mặt Bulma cùng nhi tử trước mặt, cũng đi trêu chọc số 18. Không tệ lắm, cái kia gọi Su Fan nam nhân,
Số 18 nhẹ nhàng cười. Quá khen quá khen. Su Fan cười cười. Vừa nãy, Su Fan chỉ là vận dụng cơ sở sức chiến đấu mà thôi, còn không được biến thân đây. Su Fan cũng rất cũng thanh, là số 18 khinh địch. Nếu là số 18 nắm suất toàn lực, Su Fan ở không được biến thân tình huống, có thể thì sẽ không người như thế dễ dàng chiếm được tiện nghi. Mặt khác, mới vừa Su Fan thăm dò đi số 18 sức chiến đấu, muốn nhìn một chút lực chiến đấu của nàng số liệu. Chỉ có điều, đến bây giờ, sức chiến đấu số liệu tuyển hạng đã là tự động biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, ở người nhân tạo xuất hiện sau khi, bởi vì sức chiến đấu đã đạt đến hơn 100 triệu độ cao nguyên nhân, hệ thống sẽ không lại cho ra sức chiến đấu nhắc nhở. Su Fan âm thầm suy đoán, nếu như thật muốn tính toán số 18 sức chiến đấu, phỏng chừng cao nhất cũng là 10 ức liền phi thường ghê gớm. Mặt khác, ở cùng số 18 tiếp xúc đến một khắc đó, Su Fan cũng là từ số 18 trên người thu được một ít có thể cung cấp tuyển hạng. Trong này, nhất làm cho Su Fan động tâm là số 18 vĩnh cửu động lực. Vĩnh cửu động lực, G. Bây giờ Su Fan đã khai thông 5 giờ, cái này 5 giờ kích cỡ năng lực, chỉ cần 50 giây là có thể ung dung hoàn thành. Hơn nữa, Su Fan còn có thể điểm đứt tục truyền, có thể nói, chỉ cần tổng cộng cùng số 18 tiếp xúc 50 giây tả hữu liền có thể nắm giữ vĩnh hằng động lực. Su Fan còn có cái gì tốt do dự, trực tiếp ấn xuống nút bấm. Vĩnh cửu động lực bắt đầu. Không thể không nói, G khai thông sau khi, Su Fan nhìn thấy tốc độ của chính mình quả thực đều muốn bay lên. Chỉ là 10 giây không tới, tiến độ đã đạt đến 20%. Tiếp đó, ta muốn quyết tâm. Số 18 hừ lạnh một tiếng, hướng về Su Fan bên này nhanh chóng mà tới. Số 18 tầng tầng một quyền, đánh ở Su Fan bụng. Su Fan hơi khom lưng, số 18 lại là một quyền oanh kích mà tới. Su Fan thân thể như cùng là đạn pháo như thế, thẳng tắp rơi vào đến đại địa bên trên mặt đất lưu lại một cái hố to. Su Fan, Bulma kinh ngạc thốt lên, ngay ở Bulma tiếng nói mới vừa hạ xuống thời khắc, Su Fan nhưng là từ trên mặt đất bay người lên, hiện lên ở số 18 đối diện diệt. Thế nào, vừa nãy cái kia một hồi quá sức đi, số 18 cười tùm tìm hỏi, biểu hiện không tệ, Su Fan gật gù, đáng tiếc ra quyền cường độ không đủ. Đúng không? Số 18 sắc mặt không tốt như thế nào nhìn. Số 18, cho hắn điểm thật nhìn. Số 17 nhíu nhíu mày, quay về số 18 nói. Ít nói nhảm, ta biết phải nên làm như thế nào. Số 18 hừ một tiếng. Các ngươi biết biến thân sao? Su Fan hơi cười. Cái gì? Số 17 cùng số 18 đều là lẫn nhau đối diện một chút, vẻ mặt bên trong có chút mê man. Đùng, Su Fan thân thể cấp tốc phát sinh thay đổi, trực tiếp biến thành viên hóa hình thức. Nhất thời, Su Fan vóc người trở nên cao to uy mãnh lên. Cái gì? Số 18 hoa dung thất sắc. Xem, đây chính là biến thân, thực lực tăng lên có 50 lần đi. Su Fan cười tủm tỉm nói. Ngươi nói cái gì? Số 18 sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Số 17 cũng là con ngươi mãnh rúc vào một chỗ. Thực lực tăng lên 50 lần, đùa gì thế? Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Số 18 thử nhe răng, tức giận quát lên. Đúng hay không chuyện cười, cho ngươi biểu diễn liền biết rồi. Su Fan cười khẽ một tiếng, bóng người loáng một cái, xuất hiện ở số 18 phía sau. Tiếp theo, Su Fan đem số 18 từ phía sau ôm chặt lấy. Su Fan hiện tại thân thể trở nên cao to khôi ngô, số 18 ở trước mặt của hắn có vẻ quá nhỏ yếu. Thả ra ta, số 18 duyên dáng gọi to. Hiện tại ngươi không cách nào nhúc nhích đi. Su Fan cười. Số 18 xác thực là không cách nào nhúc nhích, cảm giác mình bị Su Fan ôm lấy, căn bản là vô lực phản kháng. Bulma, chương 120, vĩnh cửu động lực, uy, cái kia Bulma là lão bà ngươi đi, như ngươi vậy ôm ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Số 18 linh cơ hơi động, quay về Su Fan nói. Ây, là có chút không quá thích hợp, chúng ta thay đổi vị trí. Su Fan dứt tiếng sau, mang theo số 18 liền xông lên trên không. Rất nhanh, Su Fan cùng số 18 liền đến Bulma không cách nào dùng con mắt nhìn thấy độ cao. Keng, ngay ở Su Fan cùng số 18 mới vừa đến nơi này thời điểm, vĩnh cửu động lực cũng rốt cục hoàn thành. Su Fan theo lòng tay ra số 18. Ào ào ào, số 18 tức giận đến dương mắt nhìn, trên ngực dưới chập trùng. Tiếp đó, ta nhường ngươi mở mang, ta mạnh mẽ. Su Fan bĩu môi cười, cả người trên người đột nhiên mà hiện lên ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lần này, Su Fan hầu như là đem hơn một nửa năng lượng phóng thích ra ngoài,
khí tức mạnh mẽ, chấn động toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Su Fan, mau dừng lại, lại tiếp tục như thế, địa cầu sẽ bị ngươi đập vỡ tan. Thiên thần âm thanh cũng là từ đằng xa truyền đến. Su Fan hơi cười, nhưng là không có ý dừng lại. Tiếp theo, Su Fan khoa tay, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong tay hắn phóng thích mà ra, bắn về phía bầu trời. Su Fan hầu như là đem hơn một nửa năng lượng đều từ trong tay cho thích thả ra. Vì để tránh cho địa cầu bị thương tổn, hắn cố ý đem năng lượng đều hướng về tinh không phương hướng vọt tới. Mà đang giải phóng ra mạnh mẽ như vậy năng lượng sau khi, Su Fan vội vã cảm ứng một hồi tự thân còn sót lại năng lượng. Sau đó, Su Fan kinh hỉ phát hiện, tự thân năng lượng không chút nào hạ thấp. Có thể nói, vừa nãy năng lượng, còn có thể lại phóng thích lần trước. Đây chính là vĩnh cửu động lực mang đến hiệu quả sao? Vĩnh không tiêu hao năng lượng. Su Fan cảm thấy này xem như là Dragon Ball thế giới lớn nhất Bắc. Ngươi đã làm gì? Số 18 mồ hôi lạnh từ trên khuôn mặt lướt xuống, cả kinh con ngươi đều trừng lớn. Còn đánh sao? Su Fan hơi cười, rất hứng thú nhìn số 18. Ngươi, số 18 sắc mặt khó coi đến cực điểm. Số 18 làm sao cũng không nghĩ tới, cái này gọi Su Fan người sẽ cường đại đến như vậy trình độ. Nếu như ngươi không ngại, có thể cân nhắc làm tiểu tam. Su Fan nhìn số 18 nói, ngươi nói cái gì? Số 18 đều sửng sốt, tốt, chúng ta đi xuống trước đi. Su Fan cười cười, dứt tiếng sau, Su Fan trước một bước hướng về phía dưới hạ xuống. Số 18 sửng sốt một chút, theo ở Su Fan mặt sau. Hai người một trước một sau trở về đến trên mặt đất. Xa xa, đang cùng số 19 chiến đấu Son Goku, đã là hô hấp có chút khó khăn, cũng chăm chú nắm lấy trái tim của chính mình. Xảy ra chuyện gì, tại sao trái tim của ta khó chịu như vậy? Son Goku từng ngụm thở dốc. Son Gohan sau khi thấy, con người đột nhiên co rụt lại. Nhìn thấy Son Goku trạng thái này, người nhân tạo số 19 cùng số 20 trên mặt đều là tràn ngập ý cười. Đang lúc này, Su Fan khí tức đại bạo phát, ở xa xôi phương hướng tỏa ra. Mạnh mẽ như vậy khí tức, lúc đó liền đem tại chỗ ánh mắt của mọi người đều cho thu hút tới, dồn dập nhìn về phía cái kia phương hướng. Cái kia, nhé nhé nhé, vị trí kia, không phải ta phòng nghiên cứu ở phương hướng sao? Số 20 ở cảm ứng được Su Fan mạnh mẽ khí tức sau khi, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Ngắn ngủi trầm mặc sau, số 20 sắc mặt hầu như có chút tái nhợt, vừa nãy cảm ứng đến năng lượng, hầu như là Son Goku đến mấy chục lần. Chuyện gì thế này, cái kia người là ai? Số 20 nhỏ giọng thầm thì, khóe miệng nhưng là lộ ra một cái ý cười nhàn nhạt. Đúng rồi, nếu như ta có thể hấp thu người này năng lượng, thực lực của ta nhất định sẽ siêu việt mọi người. Ân, hắn ngay ở ta phòng nghiên cứu phụ cận, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì nhân vật lợi hại. Số 20 con ngươi nhỏ giọt chuyển loạn, tìm kiếm khắp nơi rời đi biện pháp. Có điều rất nhanh, số 20 liền nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một khung máy bay, chính hướng về bên này bay tới. Quá tốt rồi, đây chính là cơ hội tốt nhất. Số 20 nhẹ nhàng cười. Quay về số 19 phân phó nói, số 19, cho ta mạnh mẽ tu để ý đến bọn họ, ta muốn rời khỏi một chuyến. Là, số 19 nghe lời gật gù, ầm ầm, số 20 trong tay quang diễm lóe lên, trực tiếp liền hủy diệt bầu trời lên phi cơ. Nương theo này một tiếng nổ tung, số 19 hướng về phòng nghiên cứu phương hướng nhanh chóng lao đi. Máy bay nổ tung, từ trên phi cơ rơi xuống một tên béo, chính là Yajirobe. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Yajirobe một mặt buồn khổ. Yajirobe, ngươi tới làm gì? Krillin vội vã qua đi đem Yajirobe cho đỡ lên đến. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Ta là tới cho các ngươi đưa tiên đậu. Yajirobe tức giận quát lên. Tiên đậu, thực sự là quá tốt rồi. Krillin thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem tiên đậu nhận lấy. Ào ào ào, Son Goku lúc này đã là mệt thở không ra hơi. Goku, mau ăn tiên đậu. Krillin bắt được lên một viên tiên đậu. Ném cho Son Goku. Son Goku vội vã đem tiên đậu cho nuốt vào. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Gai gâu, số 20 chạy, số 19 đã là chiếm cứ thượng phong. Piccolo trầm giọng nói, số 20 hắn muốn làm gì? Krillin nhíu nhíu mày, vừa nãy bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ người, hẳn là Su Fan. Ta nghĩ, số 20 nhất định là đi tìm Su Fan, phỏng chừng hắn muốn hấp thu Su Fan năng lượng mạnh mẽ. Piccolo suy đoán. Cái gì, nếu để cho số 20 hấp thu Su Fan năng lượng, cái kia sẽ không có người là đối thủ của hắn. Krillin kinh ngạc thốt lên,
Không được, nhất định phải mau chóng thông báo Sufan mới được. Ta thử một chút xem, ta xem một chút có thể hay không thông qua tâm linh cảm ứng nói cho hắn. Piccolo nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo, Piccolo nhắm hai mắt lại, thông qua tâm linh cảm ứng liên hệ Sufan. Sufan, nghe đến sao? Ta là Piccolo. Piccolo nói, nghe đến, Piccolo có việc gì thế? Sufan trả lời, Sufan, vừa nãy là ngươi bạo phát năng lượng mạnh mẽ sao? Piccolo trực tiếp hỏi, là ta, Sufan trả lời, sự tình là như vậy, chúng ta đang cùng số 19 cùng số 20 chiến đấu, ngươi năng lượng đột nhiên bộc phát ra, đem số 20 hấp dẫn đi, ta ở suy đoán, hắn rất có thể là đi ngươi nơi đó, ngươi ngàn vạn cẩn thận, số 20 phỏng chừng là nghĩ hấp thu ngươi năng lượng. Piccolo nhắc nhở, ta rõ ràng, cảm tạ ngươi, Piccolo. Sufan trả lời, chờ chúng ta giải quyết số 19, liền lập tức qua tìm ngươi. Piccolo nói, các ngươi cố lên, Sufan trả lời, ở cùng Piccolo kết thúc cuộc nói chuyện sau khi, Sufan lúc này mở ra thần quan sát, chung quanh quan sát số 20 hành tung. Này vừa nhìn bên dưới, Sufan quả nhiên nhìn đến một ông lão, chính đang tầng trời thấp nói cho phi hành, không phải số 20 còn có thể là ai. Số 20 tốc độ phi hành rất nhanh, phỏng chừng nhiều nhất 3 phút là có thể chạy tới. Chương 121, ta là mạnh nhất trong lịch sử lớn số 17. Sufan, xảy ra chuyện gì? Bulma một mặt lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, nàng đã chịu thua, đúng không? Sufan cười nhìn về phía số 18. Số 18 sợ đến run cầm cập một hồi, nàng rất rõ ràng, Sufan thực lực cường đại đến mức nào, tuyệt đối không phải là mình có thể lay động. Số 18, đây là thật sự sao? Số 17 trắng số 18 một chút. Không sai, ta xác thực không phải là đối thủ của hắn. Số 18 nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi nhưng là chỉ đứng sau ta tồn tại. Số 17 chỉ mũi của chính mình, hừ lạnh nói, mà ta, nhưng là được xưng trong lịch sử nhất mạnh mẽ người nhân tạo số 17. Số 17, ta xem hay là thôi đi. Số 18 đến gần. Quay về số 17 nhỏ giọng nói. Hừ, tính là gì tính? Ngươi cho rằng chuyện này liền như thế tính sao? Số 17 không phục, nhanh chóng xuất hiện ở Sufan đối diện, lạnh lùng nói, liền để ta số 17 tới khiêu chiến ngươi. Tùy ý, Sufan cười cười, sau một khắc, Sufan tay phải nắm tay. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Sufan nắm đấm xuất kích. Ngươi nói đùa sao? Hai ta cách nhau ít nói cũng có hơn 30 mét. Ngươi ở địa phương xa như vậy ra quyền, có thể đánh tới ta sao? Số 17 hừ lạnh nói. Xèo, Sufan cánh tay bỗng dưng duỗi dài mấy lần. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Sufan nắm đấm lúc đó liền oanh kích ở số 17 trên ngực. Phốc, số 17 phun ra một cái giấm chua, cảm giác cả người cũng không tốt. Thế nào, còn đánh nữa hay không? Sufan hơi cười. Này, sao có thể có chuyện đó? Số 17 trợn to hai mắt. Một mặt không thể tin tưởng nhìn Sufan. Không có cái gì không thể, chỉ là bởi vì ngươi quá yếu mà thôi. Sufan nhàn nhạt trả lời. Số 17 thử nhe răng, nhưng là không thể làm gì nhìn về phía Sufan. Số 17 rất rõ ràng, mình và Sufan sự chênh lệch. Không phải nói tốt sao, ta nhưng là nhất mạnh mẽ người nhân tạo sao. Tại sao liền một cái Sufan đều đánh không lại đây? Số 17 cảm giác cả người đều không làm sao bình tĩnh. Tiên sĩ Zero, ngươi này một tên lừa gạt, các ngươi có thể đi. Sufan quay về hai cái người nhân tạo phất tay một cái. Sufan cũng phát hiện, hai người bọn họ đều xem như là người tốt, cũng không phải tương lai số 17 cùng số 18 như vậy không chuyện ác nào không làm. Đương nhiên, nếu như hai người bọn họ tùy ý giết người, Sufan không ngại qua đi trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Mặt khác, Sufan từ này hai cái người nhân tạo trên người, phân biệt thu được 900 cùng 1000 danh vọng giá trị. Hiện tại Sufan tổng danh vọng giá trị đã đạt đến 2100. Danh vọng giá trị thứ này, Sufan cảm thấy càng nhiều càng tốt, luôn có dùng đến thời điểm. Có thể thấy người nhân tạo thời đại, đánh bại một cái người nhân tạo, là có thể nắm giữ 1000 tả hữu danh vọng giá trị. Đã như vậy, Sufan suy nghĩ có muốn hay không đem số 16 cũng cho khởi động. Ít nhất khởi động số 16, cũng tuy nhiên từ trên người hắn soạt ít nhất 1000 danh vọng giá trị. Ngươi! Người muốn buông tha chúng ta. Số 17 hỏi, làm sao, người có ý kiến? Sufan cười bỏ qua, tốt, vậy thì cảm ơn. Số 17 nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là cái người tốt. Số 18 cũng là hướng về phía Sufan khẽ gật đầu.
Đi ra đi, tiến sĩ Zero, ta biết cũng đã đến. Nhưng mà, ngay ở số 17 cùng số 18 dự định rời đi thời điểm, Sufan nhưng là đột nhiên nói chuyện. Hai người khi nghe đến tiến sĩ Zero tên sau khi, không nhịn được hơi sững sờ. Sau đó, hai người hết nhìn đông tới nhìn tây, liền ngay cả mới vừa nhanh chóng chạy tới tiến sĩ Zero, khi nghe đến Sufan ngôn ngữ sau khi, cũng là cũng có há hốc mồm. Mặt khác, nhưng tiến sĩ Zero càng thêm giật mình còn ở phía sau. Tiến sĩ Zero khiếp sợ phát hiện, người nhân tạo số 17 cùng số 18, lại thức tỉnh. Là ai khởi động bọn họ, ở bên kia tảng đá mặt sau, còn dùng ta tự mình tìm ra sao? Sufan thản nhiên nói, tiến sĩ Zero trên mặt thoáng biến đổi, không thể làm gì khác hơn là mặt tối sầm lại từ tảng đá mặt sau hiện lên đi ra, trôi nổi đến Sufan đối diện. Ngươi là Yamcha, tiến sĩ Zero có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, Sufan cười cười. Hanh, thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi không phải Yamcha còn có thể là ai? Tiến sĩ Zero lạnh lùng nói. Ta gọi Sufan, Sufan thản nhiên nói. Sufan, chưa từng nghe nói. Tiến sĩ Zero nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Sufan phụ cận Bulma, thản nhiên nói, ta rõ ràng, người có thể biết tên của ta, nhất định là từ Bulma trong miệng biết được đi. Không nghĩ tới người đem mình cải tạo thành người nhân tạo a. Sufan không hề trả lời tiến sĩ Zero vấn đề. Hừ hừ, tiến sĩ Zero khẽ cười nói, ta rõ ràng, vừa nãy ngươi là ở cùng số 17 cùng với số 18 chiến đấu đi. Chẳng trách sẽ có động tĩnh lớn như vậy đây. Ngươi nói đúng. Sufan gật đầu, nói như vậy, là ngươi khởi động hai người bọn họ. Tiến sĩ Zero lại hỏi, coi như thế đi, Sufan hơi cười, rất tốt, tiến sĩ Zero một tiếng cười lạnh, nhìn số 17 cùng số 18, sau đó phân phó nói, số 17, số 18, hiện tại ta lệnh cho các ngươi, giết hắn. Số 17, số 18, ngươi không có lầm chứ, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đã vừa mới thảm bại sao? Hai cái người nhân tạo một mặt ngớ ngẩn nhìn tiến sĩ Zero. Vốn là hai người bọn họ đối với vị này tự ý cải tạo chính mình tiến sĩ Zero liền không có hảo cảm gì. Hơn nữa, tiến sĩ Zero còn cho trong thân thể của bọn họ diện thả bom. Vạn nhất này viên bom không cẩn thận cho phát động, vậy coi như xong đời. Bởi vậy số 17 cùng số 18, kỳ thực coi như là có thể đánh thắng Sufan, cũng không cũng nghe theo tiến sĩ Zero mệnh lệnh. Làm sao? Các ngươi không nghe ta mệnh lệnh sao? Tiến sĩ Zero cảm thụ đến bầu không khí lúng túng, mặt tối sầm lại chất vấn. Hừ, ngươi tính là thứ gì? Số 17 hừ lạnh nói, ngươi còn muốn nhường chúng ta dài ngủ không nổi sao? Ngươi, số 17, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Tiến sĩ Zero tức giận quát lên. Hừ, ngươi lão già này, năm đó số 15 chính là bị ngươi cho tùy ý xử lý xong đi. Số 17 lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Cái kia đều là thất bại tác phẩm, không xử lý xong còn giữ làm gì. Tiến sĩ Zero quát lên. Hừ, kế hoạch của ngươi thất bại, ta cùng số 18 đã thành công khởi động. Số 17 nhẹ nhàng cười. Các ngươi đừng vội đắc ý, nếu như các ngươi không nghe theo ta mệnh lệnh, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi đình chỉ. Tiến sĩ Zero tức giận nói. Ngươi tuyệt vọng đi, hộp điều khiển từ xa đã bị chúng ta hủy diệt. Số 17 cười đắc ý cười. Ta còn có thể tạo mới. Tiến sĩ Zero lớn tiếng la lên, số 17 trên mặt hiện ra sát ý, người đây là tán gẫu chết trời à, chương 122, người dọa ta lão bà. Bạch, ngay ở tiến sĩ Zero quay về số 17 lớn tiếng la lên thời điểm. Sufan bóng người cũng là nhoáng lên dưới, xuất hiện ở tiến sĩ Zero phía sau. Sufan hai cánh tay giao nhau, nhàn nhạt quay về tiến sĩ Zero nói, ta nói, tiến sĩ Zero, kế hoạch của ngươi thật giống thất bại. Bạch, Sufan tiếng nói mới vừa hạ xuống, tiến sĩ Zero nhưng là một cái hoa lệ xoay người, một phát bắt được Sufan hai cánh tay. Hoa ha 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 ha, ta rốt cục bắt được ngươi, Sufan. Tiến sĩ Zero cười lớn không ngớt, cẩn thận, hắn sẽ hấp thu ngươi năng lượng. Số 18 vội vã lòng tốt nhắc nhở một câu. Sufan cười cười, ở cùng tiến sĩ Zero tiếp xúc đến một khắc đó, Sufan cũng là lập tức phát hiện tiến sĩ Zero trên người tuyển hạng. Trong đó có hai loại năng lực. Nhường Sufan vì đó động lòng. Tiến sĩ Zero công nghệ cao, 100M. Hấp thu năng lượng, G. Này hai thứ, lấy Sufan hiện tại dọa ngăn chờ tốc độ, chỉ cần 20 giây tả hữu là có thể ung dung hoàn thành. Lúc này, Sufan mở ra nút bấm. Hành hành hành, Sufan, không nghĩ tới đi,
ở ta đem ngươi năng lượng hấp thu sạch sẽ trước, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiến sĩ Zero cười ha ha, ồ, đúng không, vừa vặn ta năng lượng quá nhiều, dùng mãi không hết, ngươi liền dùng sức hấp thu tốt. Su Fan nhẹ nhàng cười, Su Fan cũng vừa lúc tốt muốn thử xem chính mình vĩnh cửu động lực đây. Tiến sĩ Zero không phải muốn hấp thu chính mình năng lượng sao? Vậy hãy để cho hắn dùng sức hấp thu tốt. Sau đó, Su Fan một điểm điểm phóng thích tự thân năng lượng. Chỉ là không lâu sau, tiến sĩ Zero liền phát hiện mình năng lượng đã chiếm được lượng lớn bổ sung. Tất tất, sau một khắc, tiến sĩ Zero kinh hỉ phát hiện, tự thân năng lượng lại đầy. Tương tự tiến sĩ Zero loại này người nhân tạo, có thể lý giải vì là nạp điện, làm nạp điện nạp đến 100 thời điểm, liền sẽ tự động tách ra, không lại tiến hành nạp điện. Tiến sĩ Zero năng lượng nếu đã đầy, đương nhiên sẽ không tiếp tục đi hấp thu năng lượng, nếu như quá độ hấp thu năng lượng, sẽ dẫn đến tự thân không thể chịu đựng những năng lượng này tập kích mà phát sinh vụ nổ lớn. Bây giờ, tiến sĩ Zero năng lượng ở được đến lượng lớn bổ sung sau khi, thực lực đã có thể so với số 17. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn là cùng số 17 không kém nhiều mà thôi, thực lực chân chính vẫn là không cách nào siêu việt số 17. Hơn nữa, coi như tiến sĩ Zero cùng số 17 tranh tài lên, cũng không phải số 17 đối thủ, dù sao số 17 là loại kia vĩnh cửu động lực người nhân tạo. Ha ha ha, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Ta chiếm được năng lượng khổng lồ, tiến sĩ Zero cười lớn. Chỉ là, tiến sĩ Zero cười cười, nụ cười đột nhiên một hồi đông lại. Làm sao không cười, Su Fan nhàn nhạt hỏi, này, đây là tình huống thế nào? Tiến sĩ Zero kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tiến sĩ Zero giật mình phát hiện, chính mình vốn là đã hấp thu năng lượng, nhưng là dường như thoát lũ như thế, thông qua thân thể hướng về Su Fan trên người tuôn tới. Chỉ là một lúc, tiến sĩ Zero thể nội năng lượng liền nhanh thấy đáy. Này này này, đây là ý gì? Tiến sĩ Zero há hốc mồm. Tiến sĩ Zero làm sao biết, ngay ở hắn mới vừa đem Su Fan năng lượng hấp thu đầy sau khi, Su Fan cũng thành công đem tiến sĩ Zero hấp thu năng lượng năng lực cho hạ xuống. Hai người đồng dạng cũng có thể hấp thu đối phương năng lượng. Như vậy, ai hấp thu năng lực càng lớn mạnh một chút đây? Tự nhiên là năng lượng khá là mạnh mẽ một phương, hấp thu năng lực liền càng mạnh mẽ hơn. Liền, tiến sĩ Zero vốn là đã hấp thu năng lượng, lại bị Su Fan cho hút thu về. Thậm chí, liền tiến sĩ Zero thể nội trước đây lưu giữ này điểm năng lượng, cũng là bị Su Fan cho hấp thu. Tuy rằng tiến sĩ Zero điểm ấy năng lượng đối với Su Fan tới nói có thể nói là như muối bỏ bể, thế nhưng là nhường tiến sĩ Zero cảm thụ đến một trận mệt mỏi. Đùng, tiến sĩ Zero lúc đó liền cho Su Fan quỳ xuống. Không phải làm này đại lễ. Su Fan dương kinh, không phải ta nghĩ quỳ, là ta chân không nghe sai khiến. Tiến sĩ Zero sắc mặt trở nên trắng bệch, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi một cái tao lão đầu tử, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Su Fan tức giận quát lên, Su Fan một cước đá ra, trực tiếp liền đem tiến sĩ Zero cho đạp bay ngược ra ngoài. Sau một khắc, tiến sĩ Zero thân thể, lảo đảo ngã ở số 17 bên người. Số 17, cứu ta, ta năng lượng đã thấy đáy, ta lập tức liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nhanh lên một chút, cho ta bổ sung năng lượng, tiến sĩ Zero uể oải nói, cũng vất vả quay về số 17 đưa tay ra. Số 17 do dự một chút. Đưa tay ra, cùng tiến sĩ Zero tay cầm cùng nhau. Tiến sĩ Zero tay ở cùng số 17 tiếp xúc được một lên một khắc đó, có năng lượng đưa vào, rõ ràng là cảm giác được tốt lắm rồi, sắc mặt cũng là khôi phục một chút nhỏ. Cảm ơn, cảm tạ, tiến sĩ Zero như chút được gánh nặng, đúng không, số 17 nhưng là nhẹ nhàng cười. Sau một khắc, số 17 trong tay quang diễm tỏa ra, trực tiếp xuyên thấu tiến sĩ Zero trái tim. Tiến sĩ Zero tuyệt đối không ngờ rằng, số 17 sẽ đối với mình xuống tay ác độc. Số 17 bay lên một cước, đạp ở tiến sĩ Zero trên đầu. Nhất thời, tiến sĩ Zero đầu từ trên người hắn bay ra, lăn xuống đến trên đất. Nha, nhìn thấy tiến sĩ Zero đầu cùng thân thể thoát ly, Bulma sợ hết hồn, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Uy, ngươi dọa ta lão bà. Su Fan không vui nói, cũng tiến lên ôm lấy Bulma, an ủi. Bulma đừng sợ, đó chỉ là một cái người máy mà thôi. Tiểu Trăng cũng là chăm chú ôm Bulma, tựa hồ cũng có chút sợ sệt. Thời kỳ này Tiểu Trăng, bởi vì mẫu thân sợ sệt mà sợ sệt, chính mình còn không có bao nhiêu ý thức. Bulma cẩn thận từng ly từng tí một mở hai mắt ra,
nhìn thấy tiến sĩ Zero trên đầu cũng không có chảy máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, ta vậy thì mau chóng xử trí hắn. Số 17 vội vàng hướng Sufan nói. Người cùng số 18 đều là thất bại tác phẩm, một ngày nào đó, sẽ có người giúp ta tu để ý đến các ngươi. Tiến sĩ Zero đầu tuy rằng rơi mất, thế nhưng còn có thể nói chuyện. Số 17 từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở tiến sĩ Zero trên đầu. Xì xì, nhất thời, tiến sĩ Zero đầu, liền như thế bị dẫm nát. Hô, rốt cục chết, số 17 thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi tự do. Sufan cười cười, tiếp theo nhìn về phía số 17 phía sau phòng nghiên cứu phế tích, cũng lấy tay nhắm ngay số 17 phương hướng. Ngươi muốn làm gì? Số 17 trên mặt đột nhiên biến sắc. Nhường một hồi, Sufan phất tay một cái. Ầm ầm, Sufan trong tay một luồng vô hình năng lượng chán phóng ra. Chương 123, khởi động số 16. Nương theo một tiếng nổ vang, toàn bộ phòng nghiên cứu cũng là phát sinh từng tiếng nổ vang. Sau một khắc, chỉ thấy một cái viết 16 quan tài hiện lên trên không trung. Đùng, số 16 quan tài rơi xuống ở Sufan bên người. Đó là số 16 sao? Số 17 trợn to hai mắt, là số 16, tiên sĩ Zero còn chế tạo qua số 16. Số 18 cũng là khiếp sợ vạn phần. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn khởi động số 16. Số 17 kinh ngạc nhìn Sufan. Số 18 không nói thêm gì nữa, trên mặt có mồ hôi lạnh lướt xuống. Sufan, ngươi làm gì nha? Bulma sắp lại, một mặt lo lắng hỏi. Đương nhiên là muốn khởi động số 16. Sufan cười cười, ngươi đừng đùa, vạn nhất ngươi đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Bulma có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta có lòng tin đánh bại hắn. Sufan vỗ vỗ Bulma vai. Đùng, Sufan ở số 16 trên quan tài ấn xuống khởi động nút bấm. Nhất thời, trong quan tài số 16 bỗng dưng mở hai mắt ra. Sau một khắc, quan tài mở ra, số 16 từ bên trong quan tài đi ra. Là một cái to con, nhìn dáng dấp rất mạnh mẽ. Bulma thất thanh nói, Sufan, ngươi thật sự có nắm đánh bại hắn sao? Yên tâm, Sufan nhẹ nhàng gật đầu. Số 16 ở khởi động sau khi, cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát tại chỗ mỗi người. Chỉ có điều, nên có chim nhỏ từ bầu trời bay qua thời điểm, số 16 trên mặt hiện ra một tia nhu tình. Uy, ngươi là số 16. Số 17 hỏi, số 16 nhìn số 17 một chút, không nói gì. Ngươi thật giống như là thuần máy móc loại hình người nhân tạo đi. Số 17 hỏi, số 16 vẫn không có nói chuyện. Kỳ quái, nếu tiến sĩ Zero có thể bỗng dưng chế tạo ra thuần máy móc người nhân tạo, tại sao nhưng là muốn dùng thân thể cải tạo đây? Số 17 không hiểu chút nào. Số 16 như cũ là không nói gì, vẻ mặt hờ hững. Tính, ngươi là người câm sao? Số 17 cũng là không còn gì để nói. Ngươi cũng là cũng nhân Son Goku mà bị chế tạo ra sao? Số 18 hỏi, là, số 16 lần này nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đây. Số 17 cười, số 16, ngươi mục đích cuối cùng là giết chết Son Goku sao? Sufan hỏi, không sai, số 16 gật gù. Vậy thì quá tốt rồi, ở ngươi đi tìm Son Goku phiền phức trước tiên đánh bại ta đi. Sufan quay về số 16 nói, số 16 sâu sắc nhìn Sufan một chút, lông mày có rút nhanh ở cùng nhau. Số 16, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh mẽ. Số 17 nhỏ giọng nói, ta biết, hắn không phải Yamcha. Số 16 gật gù, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng đấy, hắn nói hắn gọi Sufan. Số 18 ở một bên nói, đến đi, số 16, nhường ta mở mang, ngươi mạnh mẽ. Sufan mặt mỉm cười, thân thể cũng là cấp tốc biến thành viên hóa trạng thái. Cảm nhận được Sufan mạnh mẽ khí tức, số 16 sắc mặt càng thêm trầm trọng. Vậy ta liền không khách khí. Sufan phi thân mà lên. Sufan một quyền đánh ở số 16 bụng. Phốc, số 16 phun ra một cái dầu máy, cả người cũng không tốt. Sau một khắc, số 16 mềm mại ngã trên đất. Chỉ là một quyền, Sufan chính là ung dung đánh bại số 16. Sau đó, Sufan nhìn thấy chính mình danh vọng giá trị nhiều 1.400, hiện tại tổng danh vọng giá trị đã đạt đến 4.000. Xem ra, phóng ra số 16. Tuyệt đối là cái lựa chọn sáng suốt. Cắt, ta xem số 16 cũng không có cái gì không nổi, không làm được thực lực còn ở ngươi bên dưới đây. Số 17 cười, đúng đấy, số 18 nhẹ nhàng gật đầu. Tốt,
ba người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước, có thể đi. Su Phan phất tay một cái. Su Phan, thật sự muốn buông tha bọn họ sao? Vạn nhất bọn họ chung quanh làm phá hoại đây. Bulma nhỏ giọng hỏi, nếu như bọn họ dám chung quanh phá hoại, ta sẽ tới tiêu diệt bọn họ. Su Phan cười cười, có điều Bulma, ngươi có thể yên tâm, chúng ta cái thời đại này cùng trăng thời đại không giống nhau. Ừm, ta nghe ngươi. Bulma nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, chúng ta đi. Số 17 nói, nhưng mà, ngay ở số 17 đám người dự định rời đi thời điểm, trên bầu trời, nhưng là đột nhiên hiện ra Vegeta đám người. Cái gì, này ba cái người nhân tạo là ai? Vegeta quanh thân kim quang tỏa ra, ngạc nhiên hỏi. Lại thêm ra ba cái người nhân tạo. Krillin cũng là ôm đầu, một mặt khổ rồi. Uy, Krillin, các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Bulma lớn tiếng la lên. Bulma, chúng ta cũng không có nhàn rỗi à. Krillin cười khổ nói, trước Goku cùng số 19 chiến đấu, kết quả bệnh tim phát tác, bị Yajirobe mang về trị liệu. Còn tốt Vegeta xuất hiện đúng lúc, đem số 19 cho đánh bại. Sau đó chúng ta liền lập tức chạy tới, ta còn muốn hỏi một chút, ba người bọn hắn là ai đây? Đã không sao rồi, Su Phan đã đánh bại bọn họ. Bulma nói, à, Su Phan đã đánh bại bọn họ. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, quả không phải vậy phát hiện ba cái người nhân tạo trên mặt đều là một ít chật vật. Các ngươi đi thôi, các loại thực lực của các ngươi tăng lên, lại tới tìm ta. Su Phan quay về số 17 ba người phất tay một cái. Số 17 nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, ba người bay lên bầu trời, liền muốn rời khỏi hiện trường. Chờ một chút, ta Vegeta để cho các ngươi rời đi sao? Vegeta mặt tối sầm lại. Ngăn cản đường đi, hóa ra là Vegeta a. Số 17 nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt quét Vegeta một chút. Uy, Su Phan, hắn không nhường chúng ta rời đi, chúng ta có thể trừng trị hắn một trận sao? Số 18 hỏi, tùy tiện, Su Phan gật gù, vậy ta liền không khách khí. Số 17 chính tâm bên trong uất ức, không cách nào phát tiết đi ra đây. Nhìn thấy Vegeta lại đây chặn đường, vẫn là rất muốn sửa chữa hắn. Số 17 tầng tầng một quyền, đánh ở Vegeta trên người. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Vegeta như cùng là một viên đạn pháo như thế, lúc đó liền đập ở trên mặt đất. Phốc, Vegeta ngã trên mặt đất, lúc đó liền phun ra một ngụm máu tươi. Bulma liền kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là chênh lệch sao? Su Phan một quyền có thể đẩy ngã số 17, kết quả hiện tại số 17 nhưng là một quyền đẩy ngã Vegeta. Hơn nữa, Vegeta vẫn là siêu Saiya đây. Kiểm nghiệm thực lực các ngươi thời điểm đến, các ngươi cùng tiến lên. Su Phan quay về Piccolo đám người chào hỏi. Nhất thời, Piccolo đám người nhanh chóng xông lên trên. Ầm ầm ầm, số 17 quay về Piccolo cùng Tiên Shinhan chính là một trận quyền đấm cước đá. Hai người bị số 17 ung dung đánh ngã xuống đất. Vegeta toàn thân kim quang tỏa ra, lại lần nữa biến thành siêu Saiya xông đến như bay. Số 17 lại là một cước đá ra. Vegeta trên người màu vàng quang diễm tại chỗ tán loạn, khôi phục thành trạng thái bình thường. Chương 124, Su Phan, ngươi là thế nào đánh bại người nhân tạo? Krillin vốn là muốn đi tới khiêu chiến tới, chỉ là nhìn thấy liền Vegeta đều bị một chiêu đẩy ngã, lúc đó liền sợ đến toàn thân run cầm cập, bước ra bước chân lại thu lại rồi. Thật không tiện, các ngươi trình độ không được a. Số 17 ở lúc nói lời này, sâu sắc nhìn Su Phan một chút, mặt sau trào phúng không hề tiếp tục nói. Số 17 rất rõ ràng, nếu như lại nói lời quá đáng, không làm được sẽ bị Su Phan cho sửa chữa một trận. Như vậy, chúng ta đi trước. Số 17 quay về Su Phan nói. Đi đi, Su Phan gật gù. Số 17 ba người đã không còn do dự chút nào, lập tức rời đi hiện trường, chỉ lo Su Phan thay đổi chủ ý. Krillin nhưng là vội vã đem tiên đậu phân cho Vegeta. Tiên Shinhan cùng Piccolo ba người. Vegeta cúi đầu, trầm mặc không nói. Quá mạnh mẽ, bọn họ quá mạnh mẽ. Tiên Shinhan trầm giọng nói. Xin tha thứ ta không có đi khiêu chiến bọn họ. Krillin có chút hổ thẹn. Không có chuyện gì, liền siêu Saiya đều không phải là đối thủ của hắn, huống hồ là ngươi. Piccolo nhìn Krillin một chút, hơi hơi thở dài. Sau đó, Piccolo sâu sắc liếc mắt nhìn Su Phan. Su Phan, mạnh mẽ như vậy người nhân tạo. Ngươi là thế nào đánh bại? Krillin giật mình nhìn về phía Su Phan. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ chính là cặn bã. Su Phan cười cười,
Sofan rất dễ dàng liền đem bọn họ cho đánh bại. Bulma ở một bên vì là Sofan cảm thấy kiêu ngạo. Liền người Saiya vương tử Vegeta, đều không phải người nhân tạo đối thủ, mà chính mình nam nhân, nhưng là có thể ung dung đánh bại người nhân tạo. Có thể thấy được Sofan thực lực cường đại đến mức nào. Bulma thành tâm vui mừng, mình có thể cùng Sofan cùng nhau. Krillin, Piccolo trầm tư, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Vegeta cũng là trong bóng tối nhe răng. Lần này thất bại, đối với Vegeta tới nói cũng là cũng tâm không cam lòng. Tu luyện 3 năm lâu dài, không nghĩ tới vẫn là thua với người nhân tạo. Piccolo, người có tính toán gì hay không? Krillin hỏi, ta, Piccolo một tiếng thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Người không phải bằng hữu của chúng ta sao? Có thể nói cho chúng ta đi. Krillin hữu hảo hỏi, hừ, bằng hữu, các ngươi đừng nằm mơ. Piccolo thử nhe răng, mặt tối sầm lại quát lên, nguyện vọng của ta là chinh phục toàn thế giới, ai cùng ngươi là bằng hữu? Xèo, Piccolo nói xong lời này sau khi, chính là hóa thành một vệt sáng, hướng về trên bầu trời nhanh chóng bay đi. Trong lúc nhất thời, Krillin bọn người trầm mặc. Ha ha, ta còn quên, Piccolo nhưng là Piccolo đại ma vương tới. Krillin cười khổ nói, đúng đấy, hắn còn muốn giết chết Goku cùng Sufan, chinh phục toàn thế giới đây. Tiên Shinhan thở dài, kỳ thực, chinh phục toàn thế giới chỉ là một cái cớ mà thôi. Krillin cười cười, Piccolo cùng Sufan, Goku, Vegeta đều giống nhau, chỉ là nghĩ để cho mình trở nên càng mạnh mẽ. Tốt, mọi người đều ai về nhà nấy đi. Sufan lên tiếng, Sufan, người có tính toán gì? Krillin hỏi, ta, đương nhiên là về nhà chăm sóc nhà chúng ta tiểu trăng. Sufan cười cười, ta, cái kia ba cái người nhân tạo đây. Làm sao bây giờ? Krillin kinh ngạc hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Sufan hỏi ngược lại, liền như thế thà mặc bọn họ rời đi sao? Tương lai trăng không phải đã nói rồi sao? Bọn họ sẽ hủy diệt toàn thế giới. Krillin hỏi, yên tâm. Cái kia ba cái người nhân tạo cùng tương lai người nhân tạo không giống nhau, sẽ không hủy diệt thế giới. Sufan cười cười, đương nhiên, nếu như bọn họ mang trong lòng gây rối, muốn phá hoại địa cầu, ta sẽ không khách khí với bọn họ. Tốt, đã nói nhiều như vậy, các ngươi tất cả giải tán đi. Hừ, Vegeta một tiếng hừ hừ, lúc này hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng rời đi hiện trường. Đối với Vegeta thái độ, Sufan cũng không hề tức giận. Vegeta chính là loại tính cách này, nếu để cho hắn thay đổi chính mình, vậy thì không phải Vegeta, đối với Sufan tới nói cũng là cũng không hứng thú gì. Sau đó, Sufan trước tiên đem Bulma cùng Tiểu Trăng đưa về nhà. Sufan, người đi đâu vậy? Bulma hỏi, ta đi một chuyến thần điện, ở trên thần điện nhìn cái kia ba cái người nhân tạo, nếu như bọn họ thật sự làm sằng làm bậy, ta liền đối với bọn họ không khách khí. Sufan quay về Bulma nói, tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Bulma gật gù, yên tâm, Sufan cười cười, vẫy tay từ biệt Bulma. Xèo, Sufan hóa thành một vệt sáng, hướng về thần điện phương hướng nhanh chóng bay đi. Phía trên thần điện, Piccolo xuất hiện ở thiên thần đối diện diện. Tuy rằng trước Piccolo cũng qua đến tu luyện qua, thế nhưng lúc này cùng thiên thần gặp mặt, vẻ mặt cùng trước không giống nhau lắm. Thiên thần, tựa hồ thiên thần đã biết rồi, Piccolo mục đích tới nơi này là cái gì? Piccolo, nhưng ta không nghĩ đến là, này một ngày rốt cục đến. Thiên thần ngắn ngủi trầm mặc sau, quay về Piccolo cười. Ngươi hẳn phải biết ta mục đích tới nơi này. Piccolo gật gù, không sai, ở trước đây thật lâu, chúng ta là một người. Không đúng, xác thực nói, là ta cùng cha của ngươi là một người. Thiên thần cười nhạt nói, ngươi tìm đến ta, là muốn cùng ta một lần nữa dung hợp làm một thể, đúng không? Thiên thần, bò bò tiên sinh buông xuống đầu. Là, người hiện tại tồn tại, chỉ là vì Long Châu mà thôi. Piccolo thản nhiên nói, cái thế giới này, đã không cần Long Châu, cần là mạnh mẽ chiến sĩ. Ta là rất muốn đồng ý người yêu cầu. Thiên thần thở dài nói, có điều, người cho ta một cái lý do. Người nói cái gì? Piccolo tức giận quát lên, lẽ nào, cái kia ba cái người nhân tạo xuất hiện, còn không phải lý do sao? Theo ta được biết, cái kia ba cái người nhân tạo cũng không có làm chuyện xấu. Bọn họ cùng tương lai trăng nói cái kia hai cái người nhân tạo không giống nhau. Thiên thần cười cười, làm sao, người cảm thấy bọn họ rất đáng yêu sao? Piccolo tức giận đến mặt đều không tốt như thế nào nhìn. Cái kia ngã không phải, thiên thần trả lời, huống hồ, liền tính ba người bọn hắn là người xấu,
lấy Sufan năng lực, cũng tuy nhiên ung dung đánh bại bọn họ, căn bản không cần chúng ta ra tay. Ngươi nói cái gì? Piccolo thử nhe răng, sự thực chính là như vậy. 3 năm nay trưởng thành, Sufan thực lực đã xa xa vượt qua Hiểu Không cùng Vegeta. Thiên thần thở dài, ngươi đừng quên, Sufan một ngày nào đó sẽ rời đi địa cầu. Piccolo cắn răng nói, đến vào lúc ấy, ai tới bảo vệ địa cầu? Chân chính đến vào lúc ấy, lại nói đi. Thiên thần cười cười, nói này sao nhiều, ngươi vẫn là không đồng ý đồng hóa là. Piccolo tức giận quát lên, ta không có nói không đồng ý, ta chỉ là nghĩ lại quan sát quan sát. Thiên thần hơi cười, hướng về phía dưới quan sát, chắc là 3 phút sau, thiên thần trên mặt hơi biến sắc, cái kia, đó là vật gì, thiên thần trầm giọng nói. Chương 125, ngươi chính là Seo. Cái gì, xảy ra chuyện gì, Piccolo sừng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, cái này quái vật là ai? Thiên thần ngạc nhiên, quái vật, có ý gì? Piccolo hoàn toàn không hiểu, từ mấy thời gian đi ra quái vật, thiên thần nhíu nhíu mày, không tốt, hắn đang chuẩn bị đánh lén Sufan. Cái gì, hắn có thể đánh bại Sufan sao? Piccolo sừng sốt, ta đến mau mau nói cho Sufan. Thiên thần nói liền muốn thông qua tâm linh cảm ứng, cùng Sufan nói một tiếng. Có điều tiếp theo, thiên thần thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra ý cười. Lại làm sao? Piccolo mặt tối sầm lại hỏi. Sufan đã biết rồi, không cần ta nói cho hắn. Thiên thần cười cười, hanh, Piccolo hừ lạnh, trên bầu trời, đang hướng thần điện bên này phi hành Sufan, đột nhiên cảm ứng đến phía sau truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ. Sufan vội vã ngừng lại, hướng về phía sau nhìn lại. Vừa nhìn bên dưới, Sufan thấy đến một cái màu xanh lục quái vật, hình như là một con to lớn con ve, phía sau còn có một cái đuôi dài đằng đẵng, đuôi cuối mang theo mũi như thế ống hút. Chính là Seo, Yamcha, không nghĩ tới người cảm ứng năng lực còn rất nhạy bén mà, lại có thể cảm ứng được ta tồn tại. Seo nhìn thấy Sufan quay đầu lại, khinh bỉ cười. Ngươi là ai? Sufan biết rõ còn hỏi, làm sao nhìn khá quen đây? Ồ, nhìn quen mắt, ngươi không thể gặp ta. Seo sửng sốt một chút, nhìn Sufan nói. Ngươi tìm đến ta, là nghĩ đánh lén ta sao? Sufan hơi cười, không sai, vốn là ta là nghĩ ở phía sau đánh lén ngươi. Có điều nếu ngươi đã phát hiện, vậy thì không có đánh lén cần thiết, ta vậy thì hấp thu ngươi, nhường ngươi trở thành ta sinh mệnh nguồn năng lượng. Seo cười, ta nhớ tới, Sufan mặt mỉm cười, nhìn Seo nói, ta ở tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu bên trong phát hiện một cái bản thiết kế, là có quan hệ một cái gọi Seo người nhân tạo, hắn lớn lên dáng dấp, chính là ngươi hiện tại bộ dáng này. Ngươi nói cái gì? Seo con ngươi co rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên, làm sao, bị ta nói trúng rồi. Sufan cười cười, ngươi là làm sao biết, ngươi đi tiến sĩ Zero phòng nghiên cứu. Seo trên mặt thoáng biến sắc, đi qua, Sufan gật gù, nâng cằm trầm ngâm nói, chỉ là, nhưng ta cảm thấy không rõ là, căn cứ tiến sĩ Zero tư liệu nghiên cứu, ngươi nên là trong tương lai 20 năm sau đó mới bị máy vi tính hoàn thành, hiện tại không thể lớn như vậy mới đúng. Hanh, đúng không? Seo nhất thời đắc y lên, chẳng lẽ nói, ngươi là từ tương lai đến? Sufan tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn Seo hỏi. Seo thử nhe răng, sắc mặt có chút không tốt như thế nào nhìn. Xem ra là bị ta nói trúng rồi. Sufan híp mắt, lạnh lùng nhìn Seo, lạnh lùng nói, trong tương lai, ủng có máy thời gian chỉ có trăng một người, ngươi là từ trong tay của hắn cướp giật máy thời gian sao? Cái gì, ngươi lại biết rồi, Seo cả người đều không làm sao bình tĩnh, tại sao lại bị hắn cho đoán đúng đây? Cái này Yamcha. Lúc nào trở nên thông minh như vậy? Sufan nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng khó coi. Seo có thể xuất hiện ở chính mình thời đại, nói rõ hắn đã là giết chết tương lai Trăng. Đáng nhắc tới là, nếu như dựa theo nguyên tắc tình tiết đến tiến hành, Trăng ở 3 năm sau sẽ lại lần nữa lại đây một chuyến mới đúng. Chỉ có điều, Sufan cũng không có ở lần này người nhân tạo sự kiện bên trong nhìn thấy Trăng. Chẳng lẽ nói, Trăng nhường Seo cho giết sao? Không thể a. Sufan đã là đem Trăng thực lực tăng lên tới siêu Saiya thứ 2 giai, thậm chí thực lực đã vượt qua siêu 2 Son Gohan. Hơn nữa, Sufan còn cố ý nhắc nhở qua Trăng, nhưng hắn nhất định phải thời khắc tăng cao cảnh giác. Vì để cho Trăng có thể sống sót, Sufan trả lại còn cho Trăng 2 viên tiên đậu làm nhánh cỏ cứu mạng. Có thể nói, Sufan vì mình con trai ruột, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Coi như Seo sẽ đánh lén, chỉ cần không phải một đòn thuấn sát.
Trang tuyệt đối sẽ dễ dàng đánh bại giai đoạn này SEO. Chỉ là, SEO chung quy vẫn là dựa theo bánh xe lịch sử, xuất hiện ở thời đại này, nhường Su Fan trong lòng có chút bất an. Các loại, không đúng lắm, Su Fan nhạy cảm nhận ra được, SEO xưng hô chính mình vì là Yamcha. Mà không phải Su Fan, tại sao hắn sẽ gọi mình là Yamcha đây? Nếu như nói cái kia ba cái người nhân tạo xưng hô chính mình làm vui hòa, đúng là có thể thông cảm được. Khá là Red Ribbon quân đoàn tiến sĩ Zero, cho tới nay nghiên cứu nhân vật là Son Goku, mà không phải người khác. Bởi vì là Son Goku tiêu diệt toàn bộ Red Ribbon quân đoàn. Mặt khác, tiến sĩ Zero đối với Son Goku điều tra, cũng vẻn vẹn là đến cùng Piccolo một trận chiến. Nơi này cùng trước kia Dragon Ball thế giới như cũ là có sự khác biệt. Long Châu chính sử ở trong, tiến sĩ Zero đối với Son Goku điều tra, là điều tra đến Vegeta cùng Nappa đến địa cầu sau khi. Bởi vậy, tiến sĩ Zero cũng không biết Yamcha xưng hô đã sớm biến thành Su Fan. Thế nhưng, Cell là từ tương lai đến, hắn làm sao sẽ không biết đây? Hắn lại còn xưng hô chính mình vì là Yamcha, vậy thì có chút vấn đề. Cell, ta hỏi ngươi, ngươi đúng hay không giết chết chăng? Su Fan hỏi, ồ. Người biết không ít mà, Seo nhẹ nhàng cười, gật gật đầu nói, không sai, ta xác thực là đem Trăng cho giết, sau đó liền cưỡi hắn máy thời gian đến cái thời đại này. Như vậy, ta hỏi lại ngươi, Trăng là ai hài tử? Su Fan híp mắt hỏi, ai hài tử, ngươi không phải là muốn nhường ta cho ngươi biết, hắn là con của ngươi đi. Seo cười ha ha, Yamcha, ngươi liền đừng ở chỗ này nằm mộng ban ngày, ta nhưng là biết, ngươi cùng Bulma đã sớm tách ra. Sau đó Bulma cùng Vegeta cùng nhau, sinh Trăng. Hừ hừ, tuy rằng ta Cell đối với chuyện giữa nam nữ không có hứng thú, thế nhưng ta đối với các ngươi sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Người nói như vậy, ta liền yên tâm. Su Fan thở phào nhẹ nhõm. Su Fan cũng không có bởi vì Cell nói ra như vậy mà nổi giận. Su Fan biết, Cell nói những này, tương đương với là một cái khác vũ trụ song song. Mà hắn nói cái này vũ trụ song song. Hẳn là vô hạn tiếp cận Long Châu Chính Sử. Ở Long Châu Chính Sử bên trong, Su Fan đối với Yamcha cái này nhân vật nam bi kịch cảm thấy đồng tình. Tốt, tuy rằng ngươi biết không ít, thế nhưng ta vẫn là quyết định, ta muốn tiêu diệt ngươi, thuận tiện nhường ngươi trở thành ta tinh hoa sinh mệnh. Seo cười tủm tỉm nói, phía sau đuôi hơi rung nhẹ. Ồ, cái kia đến nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Su Fan nhẹ nhàng cười, làm sao, ngươi thật giống như rất tự tin mà, Yamcha. Seo cười lạnh nói, ta không phải Yamcha, Su Fan hơi cười, chương 126, Seo, ta có thể cải tạo ngươi. Cái gì, Seo ngạc nhiên, Su Fan đột nhiên một quyền oanh kích tới, lúc đó liền đánh ở Seo trên mặt. Nương theo một tiếng nổ vang, Seo trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể giữa không trung xoay chuyển lăn lộn mấy vòng. Chờ đến sau khi dừng lại, Seo cảm giác khuôn mặt của chính mình đều tựa hồ sưng đỏ, khó chịu nói không nên lời. Seo sờ soạng một hồi gò má của chính mình, thình lình phát hiện, đã xuất huyết. Này này này, chuyện gì thế này? Seo sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sau đó, Seo vội vã nhìn về phía Su Fan, trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ. Ngươi là người nào? Seo rất biết rõ, Su Fan không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Tên của ta gọi Su Fan. Su Fan cười cười, cái gì Su Fan? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói? Seo giật mình nhìn Su Fan, ngươi chưa từng nghe nói nhiều chuyện đây. Su Fan cười bỏ qua, bạch, Su Fan bóng người loáng một cái, ở biến mất tại chỗ. Cái gì, người đâu? Seo trợn to hai mắt, chung quanh tìm kiếm Su Fan bóng người. Đùng, sau một khắc, Seo nhưng cảm giác chính mình đầu chìm xuống, dương mắt vừa nhìn, phát hiện Su Fan lại đạp ở trên đầu mình. Đáng ghét, Seo cảm giác mình bị nhục nhã, đột nhiên một quyền hướng về Su Fan đánh tới. Đùng. Su Fan dùng chân của mình, ung dung ngăn trở Seo nắm đấm. Tiếp theo, Su Fan một cước đá ra, trúng đích Seo sau gáy. Gào gừ, Seo hí hô một cổ họng, cả người cũng là lảo đảo vọt ra ngoài. Seo thử nhe răng, năng lượng tăng lên tới, ổn định chính mình thân thể, thở phì phò nhìn về phía Su Fan. Tên ghê tởm, còn mang đổi tên. Seo nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh nói, có điều ta sau đó chiêu số, người nhất định sẽ rất giật mình. Kamehameha, Seo song trong tay ngưng tụ năng lượng, định đem quy phái khí công triển khai ra. Có điều, Su Fan tốc độ càng nhanh hơn, chỉ là loáng một cái liền xuất hiện ở Seo đối diện. Su Fan đột nhiên một cước đá ra,
trực tiếp trúng đích Xeo cằm. Xeo thân thể trên không trung xoay chuyển lăn lộn mấy vòng, lúc này mới trở nên vững chắc. Xeo lau lau rồi một hồi ngoài miệng máu tươi, mặt trở nên càng dữ tợn. Còn đánh sao, Xeo, Su Fan mặt mỉm cười, hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng lợi sao? Cái kia cái gì Su Fan? Xeo sắc mặt rất là khó coi, cười lạnh nói, ta biết ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, có điều, lại cho ta một quãng thời gian, ta sẽ vượt qua ngươi. Nói lời này đồng thời, Xeo hai tay hướng về gò má bên một thả. Thái Dương Quyền, a, con mắt của ta, hét lên kinh ngạc người không phải Su Fan, mà là Xeo. Ngay ở Xeo mới vừa đem hai tay phóng tới gò má hai bên thời điểm, Su Fan đã biết hắn ở dự định làm cái gì. Lúc này, Su Fan cũng không có cái gì tốt khách khí, trực tiếp trước một bước đem Thái Dương Quyền cho phóng thích ra ngoài. Xeo nơi nào nghĩ đến, Su Fan sẽ cướp trước một bước phóng thích Thái Dương Quyền, một cái không dưới tâm liền trúng chiêu. Chờ đến Xeo thị lực khôi phục bình thường sau khi, một mặt tái nhợt nhìn Su Fan, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sao? Nghĩ thông suốt qua Thái Dương Quyền chạy trốn đúng không? Người bản tính thất bại. Su Fan cười cười. Su Fan, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đánh bại ta sao? Xeo mặt đen lại nói. Muốn giết chết ngươi, đối với ta mà nói quá dễ dàng. Su Fan cười cười. Hừ, thiếu chém gió. Xeo cả giận nói. Ta vừa nãy cố ý bảo lưu thực lực. Sở dĩ làm như vậy, là không muốn hút dẫn những người khác chú ý. Ngươi thật sự cho rằng, ta liền ngần ấy thực lực sao? Ồ, vậy thì lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, nhường ta xem thật kỹ. Su Fan hờ hững, cố gắng cho ta nhìn đi. Xeo nói, khí tức trên người cũng là đột nhiên bạo phát ra. Xeo trên mặt tràn ngập tự tin, sở dĩ Xeo không có vừa lên đến liền vận dụng toàn bộ năng lượng, cũng là cũng nhân hiện ở hắn, còn không phải người nhân tạo số 17 cùng số 18 đối thủ. Xeo lo lắng chính mình chiến đấu quá mức kịch liệt, nếu như đem người nhân tạo hấp dẫn lại đây. Ngược lại là không tốt như thế nào. Ầm ầm, Su Fan cũng không có cái gì tốt khách khí, trực tiếp biến thành viên hóa hình thái. Mình mông khí tức, từ Su Fan trên người hiện lên, cả kinh Xeo trợn to mắt, sắc mặt trở nên khó xem ra. Ta cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, Su Fan cười cười, ngươi rốt cuộc là ai? Xeo cả người đều không làm sao bình tĩnh. Bạch, Su Fan bàn tay lớn đột nhiên một chảo, một cái nhấn ở Xeo đầu. Ầm ầm. Su Fan nhấn Xeo đầu, tầng tầng va chạm ở đại địa bên trên. Nương theo một tiếng nổ vang, Xeo cảm giác mình đầu thật giống đều muốn nổ tung như thế, khó chịu nói không nên lời. Ầm ầm ầm, mà ở sau đó một phút thời gian bên trong, Su Fan quay về Xeo phát động công kích mãnh liệt. Một phút sau, Xeo đã là bị đánh thành một cái bao cát, như vậy khỏi nâng có cỡ nào thê thảm. Su Fan vội vã nhìn về phía chính mình danh vọng giá trị. Đánh bại Xeo. Su Fan danh vọng giá trị tăng trưởng 1000. Su Fan trong lòng hơi động, không có lập tức giết chết Xeo y tứ. Đáng ghét, ta làm sao liền hắn đều đánh không lại. Xeo nhe răng, lảo đảo đứng lên. Xeo, nghĩ không muốn trở thành thân thể hoàn chỉnh. Su Fan cười tủm tỉm hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Xeo thân thể kịch liệt run lên, trên mặt biến sắc, làm sao ngươi biết? Ta nói rồi, ta xem qua tiến sĩ Zero nghiên cứu bản vẽ. Nơi đó có người tỉ mỉ giới thiệu. Su Fan cười cười, nhìn Xeo nói, người muốn trở thành thân thể hoàn chỉnh, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hấp thu tiến sĩ Zero chế tạo người nhân tạo số 17 cùng số 18, là có thể, đúng không? Người, Xeo vẻ mặt không làm sao bình tĩnh, người liền nói cho ta, người có nguyện ý hay không đi? Su Fan hơi cười, ta đương nhiên đồng ý, người là dự định giúp ta, nhường ta hấp thu hai người bọn họ. Xeo hỏi dò. Không, ngươi sai rồi. Su Fan lắc đầu một cái. Ngươi có ý gì? Ngươi không giúp ta. Xeo hỏi ngược lại, ta có thể giúp ngươi trở thành thân thể hoàn chỉnh, thế nhưng ta sẽ không giúp ngươi hấp thu hai người bọn họ. Su Fan cười cười, Xeo bị tha bị hồ đồ rồi, cảm giác đau não. Vốn là mới vừa bị Su Fan cho hướng về đầu một trận tàn nhẫn đánh, Xeo thì có điểm đầu óc không làm sao linh quang. Hiện tại bị Su Fan lại như thế vòng một chút, thì càng cảm giác được có chút hỗn loạn. Kỳ thực nếu muốn trở thành thân thể hoàn chỉnh, không hẳn nhất định phải hấp thu hai người bọn họ. Su Fan nói, cái kia phải làm sao? Xeo hỏi ngược lại, ta nói rồi, ta xem qua tiến sĩ Zero chế tạo ngươi thời điểm bản vẽ, chỉ cần đem ngươi một lần nữa cải tạo, lại thông qua cái kia hai cái người nhân tạo một điểm gen, tỉ như tóc của bọn họ cái gì, thì có thể làm cho ngươi trở thành thân thể hoàn chỉnh.
Su Fan cười nói, chương 127, thiên thần, cùng Piccolo đồng hóa đi. Kỳ thực, có quan hệ cell chế tạo, nơi nào có cái gì bản vẽ chế tạo giấy. Su Fan chỉ là lừa gạt cell thôi. Có điều, khoan hãy nói, Su Fan thật sự sẽ cải tạo cell. Dù sao Su Fan từ tiến sĩ Zero trên người, tiến sĩ Zero công nghệ cao. Bởi vậy, có quan hệ tiến sĩ Zero nghiên cứu, toàn bộ đều ở Su Fan trong đầu. Su Fan cũng nghĩ thừa cơ hội này, thông thạo đối với tự thân khoa học kỹ thuật nắm giữ. Thậm chí có thể nói, bây giờ Su Fan, ở trình độ khoa học kỹ thuật lên, đã vượt qua Bulma. Su Fan nhưng là, Bulma công nghệ cao, cùng, tiến sĩ Zero công nghệ cao, nắm giữ cái này trên địa cầu cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Tuy rằng cell là do máy vi tính chế tạo mà thành, thế nhưng Su Fan có lòng tin đem nàng cải tạo thành hoàn toàn thể. Ngươi sẽ không là ở gạt ta đi. Cell mặt tối sầm lại hỏi, ngươi có thể cho rằng ta là ở lừa ngươi. Su Fan thản nhiên nói, ta có thể ung dung giết chết ngươi, như vậy ngươi liền không có cơ hội trở thành hoàn chỉnh thể. Ngươi nói cái gì? Cell thân thể run lên, trên mặt biến sắc, tốt, ta cũng lười theo ngươi phí lời, ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi. Su Fan vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt hiện ra sát ý. Cell sợ hết hồn, hắn biết rõ, chính mình bây giờ căn bản liền không phải Su Fan đối thủ. Ta đồng ý. Cell vội vàng nói, Cell qua muốn trở thành thân thể hoàn chỉnh. Đồng thời, Cell cũng nghĩ đến, nếu như Su Fan thật sự có thể làm cho mình trở thành thân thể hoàn chỉnh, đến thời điểm, lại tiêu diệt hắn báo thù cũng không cũng. Hừ, Su Fan ngươi chờ ta tốt, chờ ta trở thành thân thể hoàn chỉnh, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Cell trong lòng quyết định chủ ý. Đã như vậy, vậy thì, Su Fan nói, lấy tay nhấn ở Cell trên đầu. Ngươi làm gì? Cell thất kinh, nhưng mà, nhường Cell càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Cell sợ hãi phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng, chính đang từ trên đầu của mình hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tựa hồ, tự thân năng lượng mạnh mẽ, chính đang từ trên đầu của mình hướng về Su Fan trên người chạy đi. Chỉ là không tới một phút thời gian, Cell cũng đã héo đi. Đùng, Cell ngã trên đất, không có năng lượng, liền khí lực đều không có còn lại bao nhiêu. Như vậy ngươi liền chạy không thoát. Su Fan cười, ngươi có thể hấp thu ta năng lượng. Cell ngạc nhiên, ma phong ba, Su Fan một tiếng cười khẽ, móc ra một cái bình nhỏ, triển khai ma phong ba, đem Cell cho phong ấn lên. Sau một khắc, Su Fan cầm bị phong ấn Cell, hướng về thần điện phương hướng nhanh chóng mà đi. Thần điện, thiên thần, nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Piccolo thấy thiên thần không nói gì, không thể làm gì khác hơn là dục hỏi. Không có gì, Su Fan chính hướng về thần điện bên này bay tới, chốc lát nữa nhìn hắn muốn làm cái gì lại nói đi. Thiên thần cũng không hiểu nổi Su Fan muốn làm gì. Cái gì, Su Fan muốn tới, hắn tới làm cái gì? Piccolo không rõ, chắc là khoảng 10 phút, Su Fan xuất hiện ở thần điện trên không, từ trên trời giáng xuống. Su Fan, người đến, thiên thần chào hỏi, thiên thần, có thể giúp ta xem một chút, cái kia ba cái người nhân tạo ở vị trí nào sao? Su Fan hỏi, tuy rằng Su Fan cũng tuy nhiên tìm tới người nhân tạo vị trí, thế nhưng cảm giác mình tìm lên phiền phức. Mà thiên thần vẫn luôn ở trên thần điện, nên đối với cái kia ba cái người nhân tạo có quan tâm. Bọn họ chính cưỡi một chiếc xe vận tải, ở số 308 công trên đường lái. Thiên thần chỉ một cái nào đó phương vị, tốt, cảm tạ, Su Fan nói, tiện tay đem phong ấn bình nhỏ ném cho thiên thần. Này, Su Fan, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Thiên thần tiếp nhận bình nhỏ, không hiểu hỏi, tại sao không trực tiếp giết hắn? Như vậy lên không phải càng dễ dàng một chút sao? Giết hắn đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Su Fan cười, nói, thế nhưng như vậy làm, sẽ chỉ làm chúng ta hiện ở thực lực trì trệ không tiến. Trì trệ không tiến, thiên thần cười khổ, Su Fan ngươi còn phải biến đổi mạnh đến bao nhiêu mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi hiện tại hẳn là vũ trụ thứ nhất đi, vũ trụ số một, còn sớm đây. Su Fan lắc đầu một cái, cười tủm tỉm nhìn thiên thần, lẽ nào, người không biết ở vũ trụ này bên trong, còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn tồn tại sao? Nhân vật càng mạnh mẽ hơn tồn tại, thiên thần lẩm bẩm một câu, hắn còn thật không biết này trong vũ trụ, còn có cái gì nhân vật mạnh mẽ? Lấy thiên thần tầng thứ này, căn bản không biết có thần hủy diệt tồn tại. Người phải nhớ kỹ một câu nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Su Fan nói, nếu như chỉ trệ không tiến. Một ngày nào đó sẽ bị người khác vượt qua, đến vào lúc ấy,
phải như thế nào bảo vệ chúng ta địa cầu. Sophan, ngươi nói đúng. Thiên thần gật gù, đúng rồi, Piccolo ngươi làm sao đến? Sophan biết rõ còn hỏi, hắn biết Piccolo tới đây là muốn cùng thiên thần đồng hóa. Hừ, ta này không phải muốn cùng thiên thần đồng hóa sao, bất quá trong lòng hắn có rất nhiều lo lắng. Piccolo hừ một tiếng, thiên thần, cùng Piccolo đồng hóa đi. Sophan nói, thiên thần, ngươi xem, Sophan đều như thế nói, lão gia hỏa ngươi còn có lý do gì từ chối. Piccolo khỏi nâng có cỡ nào cao hứng. Được rồi, nếu Sophan ngươi cũng đồng ý ta cùng Piccolo đồng hóa, như vậy, ta thật không có lý do từ chối. Thiên thần nghiêm nghị gật gù, vậy các ngươi trước tiên đồng hóa đi, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Sophan nói, cũng không cũng đi để ý tới Piccolo cùng thiên thần, liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút, Sophan. Thiên thần đột nhiên gọi lại Sophan. Sophan ngừng ở giữa không trung. Sophan, sau đó các ngươi thật sự không cần Long Châu sao? Muốn biết, nếu như ta cùng Piccolo đồng hóa, Long Châu liền không còn nữa tích trữ ở. Thiên thần nói, cắt, quỷ nhát gan, ngươi quả nhiên là vì Long Châu ở sống sót. Piccolo khinh thường nói, yên tâm đi, ta sẽ chế tạo Long Châu. Sophan cười cười, cái gì, ngươi sẽ chế tạo Long Châu? Thiên thần trợn to hai mắt, Namek Tinh đại trưởng lão dạy ta. Sophan nói, cái này, Namek Tinh tuyệt kỹ, ngươi cũng sẽ sao? Thiên thần không biết nói cái gì cho phải. Như vậy, ta đi trước. Sophan phất tay một cái, hóa thành một tia sáng trắng, bay khỏi hiện trường. Không đến bao lâu, Sophan chính là xuất hiện ở một chiếc chính đang chạy trên xe vận tải không? Trên xe vận tải, số 17, người đây là dự định đi chỗ nào? Số 18 hỏi, tùy tiện đi dạo đi, coi như là du lịch. Số 17 quay về số 18 cười, người thật là đủ có lòng thanh thản. Số 18 hơi hơi thở dài, lẽ nào Sophan sự tình, chúng ta liền như thế tính sao? Không tính còn có thể thế nào? Chúng ta có thể đánh không lại hắn. Số 17 trầm giọng nói, còn có, số 18, loại kia không vui sự tình, ngươi có thể hay không không lại muốn nói. Chương 128, ta không có máu, ta chỉ có dầu máy. Số 18 lắc đầu một cái, không nói nữa. Ngắn ngủi trầm mặc, được rồi, mặc kệ hắn, ta muốn mua quần áo mới, y phục của ta ở mới vừa tranh đấu bên trong tổn hại. Số 18 nói, nữ nhân thực sự là phiền phức. Số 17 hừ lạnh một tiếng, có điều cũng không có từ chối. Hắn đến, trong xe vận tải ngồi số 16, đột nhiên nói một câu. Ai tới? Số 17 hỏi, Sophan. Số 16 trầm giọng nói, Sophan đến. Số 18 hoa dung thất sắc, hắn tới làm gì? Hắn thay đổi chủ ý sao? Số 17 cũng là sợ hết hồn, vội vàng phanh lại. Nhìn kỹ hắn nói đi. Số 16 ngữ khí trầm trọng. Ba người từ trên xe lần lượt đi xuống. Quả không phải vậy, ba người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bầu trời trôi nổi Sophan. Các ngươi tốt, Sophan quay về ba cái người nhân tạo ngoắc ngoắc tay. Ngươi là đến giết chết chúng ta sao? Số 17 trực tiếp hỏi. Ta nói rồi, các ngươi lại không có làm sằng làm bậy, tuy rằng đoạt người khác một chiếc xe vận tải, lại đả thương hai cảnh sát, thế nhưng tội không đáng chết. Sophan hơi cười, ba cái người nhân tạo trên mặt thoáng biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Sophan đối với bọn hắn sự tình, hiểu rõ cặn kẽ như vậy. Ta tới nơi này, là muốn cho số 17 cùng số 18 giúp một chuyện. Sophan nói, hỗ trợ, cần chúng ta làm cái gì? Số 18 hỏi, kỳ thực cũng không cũng là đại sự gì, ta cần mỗi người các ngươi trên người một giọt máu. Sophan nói, trực tiếp móc ra một cái chứa đựng huyết dịch đồ đựng dụng cụ. Số 17, số 18. Số 16, ta không có máu, ta chỉ có dầu máy. Ngươi đi, Sophan tức giận chừng số 16 một chút, ai phản ứng ngươi? Được rồi, số 17 không do dự, cắn nát ngón tay, đem máu tươi tích ở đồ đựng dụng cụ bên trong. Số 18 cũng theo số 17 dáng vẻ, cắn nát ngón tay, kính dâng chính mình máu tươi. Tốt, đa tạ, hy vọng các ngươi chơi vui vẻ. Sophan quay về hai cái người nhân tạo phất tay một cái, rời đi nơi này. Rất nhanh, Sophan lại lần nữa trở về đến thần điện. Chờ đến Sophan đến thần điện sau khi phát hiện Piccolo cùng thiên thần đã là hợp hai vì là một. Mới Piccolo sinh ra, cũng không có bởi vì bên trong không có nêu mà yếu đi, ngược lại là so với trước đây thoáng cường lớn hơn một chút. Cái này cũng là cũng nhân, trước Piccolo ở Sophan giáo dục dưới huấn luyện qua. Piccolo, các ngươi rốt cục đồng hóa,
Chúc mừng, chúc mừng. Su Fan quay về mới Piccolo cười. Piccolo quay về Su Fan hơi cười. Nhìn dáng dấp thực lực của ngươi tăng lên không ít, ít nhất đã xa xa vượt qua Vegeta. Su Fan cười nói, có muốn hay không cùng ta luận bàn một chút? Cũng tốt, ta vừa vặn cũng nghĩ nghiệm chứng ta. Piccolo trên mặt mang theo nụ cười. Đến đi, Su Fan gật gù, ầm ầm. Tiếp theo, Piccolo trên người tuôn ra năng lượng kinh người, khí tức vô cùng vô tận lan tràn đi ra. Su Fan đương nhiên không thể lấy trạng thái bình thường cùng Piccolo chiến đấu, dù sao Su Fan hiện tại trạng thái bình thường mới một cái ức sức chiến đấu mà thôi. Đùng, Su Fan trực tiếp biến thân thành viên hóa hình thái, đem sức chiến đấu tăng lên 50 lần. Siêu Saiya truyền thuyết viên hóa hình thái, sức chiến đấu tăng lên cùng Siêu Saiya biến thân là như thế. Đối với Su Fan tới nói, vẫn tương đối thích viên hóa hình thái. Bởi vì viên hóa hình thái thân thể sẽ trở nên cao to khôi ngô, tương đối thích hợp chiến đấu. Hiện nay, đến Su Fan tầng thứ này, đã là không làm sao vận dụng viên hóa giới vương quyền, chớ nói chi là viên hóa Siêu Saiya. Ầm ầm ầm, Piccolo xông lên, quay về Su Fan phát động công kích mãnh liệt. Su Fan đưa tay đón đỡ, ung dung chống lại rồi lần lượt công kích. Đùng, Su Fan bàn tay lớn đưa tay về phía trước, một cái nhấn ở Piccolo đầu. Su Fan thoáng hơi dùng sức, liền đem Piccolo đầu cho nhấn ở trên mặt đất, nhường sau gáy của hắn cùng đại địa đến một cái thân mật tiếp xúc. Su Fan thích biến thành loại này viên hóa hình thái, chủ yếu nhất chính là thích nhấn ở người khác đầu tới chơi. Cái cảm giác này, thật sự rất thú vị. Piccolo chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra thật nhiều ngôi sao nhỏ, cả người cũng không tốt. Phốc, Piccolo phun ra một ngụm máu lớn. Su Fan buông ra Piccolo, vội vã đi thăm dò xem danh vọng giá trị. Đánh bại Piccolo sau khi, Su Fan danh vọng giá trị lại gia tăng rồi 1.000. Chỉ cần danh vọng giá trị đạt đến 1.000.000, Su Fan là có thể thăng cấp 6 giờ mạng lưới. 6 giờ mạng lưới tốc độ, đạt đến mỗi giây phút 1 giờ. Này nếu như 10 cái G năng lực, chỉ cần 10 giây là có thể hoàn thành. Dù cho là một cái T, cũng là 2 phút sự tình. Từ hệ thống đưa ra số liệu đến xem, G mạng lưới là hiện nay tới nói nhanh nhất mạng lưới, cũng không có đưa ra 7 giờ cái gì. Lẽ nào, thăng cấp đến 6 giờ coi như là mắc cấp sao? Su Fan trong lòng một trận nho nhỏ chờ mong. Hiện tại Su Fan tổng danh vọng giá trị đã đạt đến 6.000. Các loại Vegeta siêu Việt siêu Saiya, lại bắt hắn cho đánh bại, liền có thể thu được càng cao hơn danh vọng giá trị. Hoặc là, đem xeo cải tạo, cũng là có thể tăng cao danh vọng giá trị. Khụ khụ, ta không phải là đối thủ của ngươi, Su Fan. Piccolo chủ động chịu thua, ta cho ngươi trị liệu. Su Fan nói, trong tay trị liệu quang diễm tỏa ra, bao trùm đến Piccolo trên người. Rất nhanh, Piccolo thương thế hoàn toàn tốt, năng lượng cũng là khôi phục đến đỉnh phong. Piccolo, cố gắng tu luyện, ngươi hiện tại chút thực lực này, nhiều nhất cùng số 17 đánh hòa nhau. Su Fan vỗ vỗ Piccolo vai, Piccolo gật gù, trên gương mặt mồ hôi lạnh lướt xuống. Như vậy, ta cáo từ. Su Fan cầm lên xeo phong ấn, bay lên bầu trời, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi. Không đến bao lâu, Su Fan trở về đến Bulma nhà. Su Fan hỏi Bulma muốn một cái vạn năng bao con nhộng phòng nghiên cứu, liền rời đi. Uy, Su Fan ngươi muốn nghiên cứu cái gì nha? Tại sao không ở trong nhà nghiên cứu? Bulma quay về Su Fan lớn tiếng la lên. Nhà bên trong khả năng gặp nguy hiểm, ta nghiên cứu tốt liền trở lại. Su Fan hướng về phía Bulma phất tay một cái. Vậy ngươi cẩn thận một chút nha. Bulma nói, Su Fan gật gù, Su Fan trên bầu trời xẹt qua một đạo tia ánh sáng trắng, đến một chỗ khu không người, cũng đem phòng nghiên cứu bao con nhộng lấy ra. Bao con nhộng biến thành một cái cỡ trung phòng nghiên cứu. Su Fan tiến vào phòng nghiên cứu sau, chính là trực tiếp đem xeo cho từ trong phong ấn phóng ra. Ào ào ào, đây là địa phương nào? Xeo hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó liếc mắt liền thấy đến thân mặc áo blau, còn mang theo khẩu trang Su Fan. Nơi này là ta phòng nghiên cứu, ta đã thu thập được số 17 cùng số 18 huyết dịch, có thể đối mặt ngươi tiến hành cải tạo. Su Fan nói, ngươi nói cái gì? Xeo thử nhe răng, tốt, ít nói nhảm, đi tới nằm đi. Su Fan chỉ một cái vẻ bề ngoài. Gạch dưới, chương 129, số 18, hai ta đơn độc tâm sự. Ngươi nói nhường ta đi tới ta liền lên đi. Xeo nắm chặt nắm đấm, chỉ là... Xeo sau đó liền cảm thụ đến vô cùng suy yếu. Xeo đột nhiên nhớ tới đến,
chính mình đang bị Su Fan cho phong ấn trước, có vẻ như thể nội năng lượng đều bị hắn cho hấp thu sạch sẽ tới. Những này biến mất năng lượng, muốn bổ sung trở về, nhưng là đến cần thời gian nhất định. Đáng ghét, Seo tuy rằng tức giận đến thân thể run, có điều vẫn là bé ngoan đến trên giá nằm xong. Như vậy đi, ta trước tiên đem ngươi cải tạo thành bán thành phẩm. Su Fan nói, có ý gì? Seo cảm thấy bán thành phẩm danh tự này thật cái quái gì vậy không êm tai. Nói đơn giản, chính là hấp thu số 17 sau khi dáng vẻ. Su Fan giải thích, tùy tiện đi, Seo bây giờ căn bản liền vô lực phản kháng. Su Fan cũng không có rông dài, dùng đao giải phẫu, trực tiếp cắt ra Seo đuôi. A, Seo phát sinh một tiếng kêu thảm, đau đến không muốn. Nhẫn nhịn một chút, Su Fan răn dậy, ngươi là cố ý đi. Seo đau đến thẳng hừ hừ. Không có cách nào, có thể cho ngươi đánh ma dược thuốc tê cái gì, thế nhưng ngươi là Seo, ta cảm thấy dùng ma dược thuốc tê là đang làm nhục ngươi. Su Fan trầm ngâm nói, tùy tiện đi, chỉ cần có thể nhường ta trở thành thân thể hoàn chỉnh, thương một điểm không tính là gì. Seo nhịn xuống to lớn đau đớn, như vậy cũng tốt, Su Fan gật gù, căn cứ máy móc, bắt đầu đo lường Seo tế bào, cùng với thân thể cấu tạo. Seo là thông qua đuôi hấp thu người nhân tạo số 17 cùng số 18. Như vậy, đuôi hấp thu hai người kia sau khi, hai người kia liền sẽ tiến vào Seo thân thể, tương đương với cùng Seo tiến hành đồng hóa. Loại này đồng hóa, sẽ làm Seo thực lực được chất bay vọt. Su Fan trải qua nghiên cứu phát hiện, sở dĩ như vậy, cũng là cũng nhân Seo gen phát sinh biến chất. Còn tốt, Su Fan nắm giữ tiên sĩ Zero công nghệ cao, đối với những gen này bề ngoài nghiên cứu cực kỳ tinh thông, rất nhanh liền hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Su Fan chế tạo lần nữa một máy. Cũng ở máy móc bên trong truyền vào số 17 huyết dịch, đồng thời còn đem huyết dịch tiến hành liên quan gen cải tạo. Thông qua loại này cải tạo phương thức, có thể để cho số 17 gen dung nhập vào Seo trên người. Su Fan lại ở này máy lên biên soạn liên quan trình tự, nhường máy vi tính đối với Seo tiến hành cải tạo. Chắc là bận việc 3 ngày thời gian, máy vi tính trình tự rốt cục bị Su Fan cho hoàn thành. Tốt Seo, còn có chắc là 1 ngày thời gian, ngươi hình thái thứ 2. Cũng chính là hấp thu số 17 hình thái liền sẽ hoàn thành. Su Fan quay về Seo nói. Vậy thì không thể tốt hơn. Seo gật gù, tốt, chuyện còn lại máy vi tính có thể giúp ngươi hoàn thành. Su Fan vỗ vỗ Seo đầu. Đa tạ, Seo cười cười, đồng thời, Seo trong lòng đã quyết định chủ. Chính mình trở thành thân thể hoàn chỉnh sau khi, nhất định phải làm cho cái này Su Fan đẹp đẽ. Ta đi trước, gặp lại, Tô phất tay, rời đi phòng nghiên cứu. Thông qua lần này đối với Seo nghiên cứu, Su Fan đúng là có một cái bất ngờ phát hiện. Vậy thì là, Su Fan phát hiện trong cơ thể chính mình gen rất đặc thù, gen trong tế bào có chứa người Saiya, người Namek cùng Frieza đám người một ít cơ sở đặc thù. Thậm chí, Su Fan còn phát hiện một cái người Saiya biến dị gen. Su Fan suy đoán, cái này biến dị gen, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết siêu Saiya huyết thống. Khoan hãy nói. Su Fan ít nhất biết rồi gen một ít thực tế tính thao tác. Su Fan trước tiên trở về nhà một chuyến, nhìn thấy Bulma cùng Tiểu Trăng đều tốt, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, Su Fan lại đi hiểu không nhà. Trải qua 3 ngày thời gian tĩnh dưỡng, Son Goku bệnh tim đã bị trị. Son Goku mới vừa mặc chỉnh tề, Su Fan liền xuất hiện. Là Su Fan A, ngươi đến. Son Goku chào hỏi, Goku, ngươi đã tốt đi. Su Fan ân cần hỏi han. Đã hoàn toàn tốt, cảm tạ trăng thuốc giải, nếu không ta thật đã chết rồi. Son Goku cười cười, tiếp đó, người có tính toán gì? Su Fan hỏi, tính toán gì? Ta nghe nói cái kia 3 cái người nhân tạo đã bị Su Fan ngươi đánh bại. Son Goku nói, là đánh bại, có điều ta hy vọng ngươi tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá siêu Saiya ràng buộc, đạt đến tầng thứ cao hơn. Su Fan quay về Son Goku nói, ta rõ ràng, ta sẽ cố gắng. Son Goku gật gù, suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta mang theo Gohan cùng đi tu luyện đi, ta muốn siêu việt siêu Saiya. Đi đi, Su Fan gật gù, từ Son Goku nơi này sau khi ra ngoài, Su Fan lại tới nữa rồi đến Vegeta tại vị trí. Su Fan, ngươi tới làm gì? Vegeta quay lưng Su Fan, hỏi. Vegeta, đi thần điện tiếp tục tu luyện đi, ngươi muốn siêu việt siêu Saiya, chỉ có như vậy, mới có càng cao hơn đột phá. Su Fan nói, cái gì, siêu việt siêu Saiya, người cũng này cũng giảng. Vegeta quay đầu lại kinh ngạc nhìn Su Fan. Lại không lâu nữa, đem sẽ xuất hiện một cái mạnh mẽ quái vật, tên của hắn gọi Seo, hy vọng ngươi tự lo lấy.
Su Fan nói xong lời này sau khi, liền trực tiếp rời đi. Mạnh mẽ quái vật, Cell, Vegeta lẩm bẩm một câu. Cell, Su Fan lại lần nữa tìm đến ba cái người nhân tạo. Này ba cái người nhân tạo bởi vì Su Fan quan hệ, đã không dám tìm Son Goku báo thù. Kỳ thực, đối với bọn hắn ba người tới nói, báo thù chỉ là một cái cớ thôi. Báo không báo thù, đối với ba cái người nhân tạo tới nói, đều là không đáng kể. Ba cái người nhân tạo chính đang chung quanh chơi đùa, có điều dọc theo con đường này đúng là không có giết người, cũng không có làm cái gì quá to lớn chuyện xấu. Duy nhất chuyện xấu chính là cướp đoạt, trên người bọn họ cũng không có tiền. Có chút thích đồ vật, số 17 cùng số 18 liền trực tiếp chiếm làm của riêng. Su Fan, ngươi tìm chúng ta. Số 17 trong lòng hồi hộp một tiếng, cảnh giác nhìn Su Fan. Ta tìm số 18 đơn độc tâm sự. Su Fan nhìn về phía số 18. Tìm ta, số 18 hơi run run, có điều vẫn là thoải mái gật gù. Sau đó, số 16 cùng số 17 chủ động đi ra. Hiện trường chỉ để lại Su Fan cùng số 18 hai người. Tìm ta có chuyện gì? Số 18 vuốt vuốt mái tóc, hỏi. Hai ngày nay ta lật xem tiến sĩ Zero đối với các ngươi cải tạo bản vẽ, phát hiện trong thân thể của ngươi diện, có một viên bom, chuyện này ngươi biết không? Su Fan hỏi, đúng, ta biết. Ta có thể ở không hài lòng tình huống, cùng ta đối thủ đồng quy vô tận. Số 18 biết thân thể mình bên trong có bom sự tình, cũng không có cái gì ăn ngon kinh sợ đến mức. Ta muốn đem trong thân thể ngươi bom lấy ra. Su Fan trực tiếp nói, a, ngươi muốn làm sao lấy ra? Số 18 con ngươi co rụt lại, hỏi. Đương nhiên là thông qua giải phẫu. Su Fan nói, ngươi yên tâm, không đau, thủ pháp của ta rất đặc biệt. Còn có, giải phẫu sau khi... Ta trực tiếp cho ngươi triển khai thuật trị liệu, nhưng ngươi lập tức khôi phục, sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Gạch dưới, Phe Lu nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện, chương 130, ngươi không sợ nhường lão bà ngươi biết. Số 18 không nói gì, nhìn chăm chú Su Fan, ngắn ngủi trầm mặc, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Số 18 không hiểu hỏi, nếu như ta nói, ta nhìn chúng ngươi, ngươi có tin hay không? Su Fan nghiêm trang nói. Số 18, uy, ngươi đều là có vợ con người, ngươi nói như vậy, liền không sợ nhường lão bà ngươi biết chưa? Số 18 không vui nói, thế nào, ngươi có đồng ý hay không? Ta cho ngươi cân nhắc thời gian. Su Fan nói, liền dự định rời đi nơi này. Không cần cân nhắc, ta đồng ý. Số 18 quyết định thật nhanh, này viên bom ở trong cơ thể của ta, tương đương với bom hẹn giờ tồn tại, vạn nhất ta ngày nào đó lúc ngủ nằm mơ. Sơ ý một chút đem bom cho làm nổ. Hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được. Vậy chúng ta đi, Su Fan chào hỏi. Nếu như ngươi có thể thành công lấy ra trong thân thể ta bom, có thể giúp số 17 cũng lấy ra sao? Số 18 hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Su Fan gật gù, tốt, ta vậy thì đi theo ngươi. Số 18 nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó, số 18 đến số 17 bên người. Ngươi theo Su Fan rời đi một chuyến. Đi nơi nào, số 17 không rõ nhìn số 18, hai ngày nữa ta liền trở lại, số 18 cũng không có giải thích quá nhiều, được rồi, tùy tiện ngươi, số 17 thản nhiên nói, xèo xèo, Su Fan mang theo số 18 phóng lên trời, không đến bao lâu, Su Fan liền mang theo số 18 hạ xuống rồi đến Bulma trong nhà. Người nhân tạo, Bulma lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Su Fan ngươi dẫn nàng đến nhà chúng ta làm gì? Su Fan đến gần, ở Bulma bên tai nhỏ giọng thì thầm hai câu. Bulma giật mình nhìn Su Fan, thật sự sao, như vậy nàng thật là đủ đáng thương. Bulma nhỏ giọng, quay về Su Fan nhỏ giọng nói. Vì lẽ đó ta đến nghĩ biện pháp, tiện đem trong cơ thể nàng bom cho lấy ra, vừa vặn thông qua nàng cũng luyện một chút ta kỹ thuật. Su Fan nói, ta đến giúp ngươi đi. Bulma đề nghị, tạm thời không cần, chờ ta cần thời điểm gọi ngươi đi. Su Fan nói. Được, Bulma gật gù, Su Fan mang theo số 18 đến Bulma phòng nghiên cứu. Tiến vào phòng nghiên cứu sau, Su Fan nhường số 18 nằm ở trên đài. Số 18 bé ngoan nằm xuống. Đúng rồi, đem y phục trên người đều xóa đi. Su Fan quay về số 18 nói. Ngươi, số 18 hơi đỏ mặt, nhìn Su Fan hỏi, ngươi sẽ không là nhân cơ hội muốn chiếm ta tiện nghi đi. Xin nhờ, ta là có lão bà người, Bulma vóc người tốt như vậy. Ta làm sao sẽ chiếm ngươi tiện nghi? Su Fan không vui nói, lại nói, trên người ngươi tiện nghi cũng làm cho tiến sĩ Zero cái kia lão gia hỏa cho chiếm có được hay không?
Ngươi nói cái gì? Số 18 giận tím mặt, từ trên đài nhảy lên, căm tức Su Fan. Tốt, mau mau nằm xuống đi, ngươi ăn mặc y phục, ta làm sao cho ngươi đem bom lấy ra? Su Fan hỏi ngược lại, hanh, số 18 thở phì phò nằm xuống. Cải tạo ta người cũng không phải tiến sĩ Zero bản thân, là hắn một cái nữ trợ thủ. Số 18 hừ một tiếng, tiến sĩ Zero chỉ là cung cấp cải tạo phương án, chuyện còn lại, trên căn bản đều là do cái kia nữ trợ thủ để hoàn thành ta cải tạo. Người nói cái này nữ trợ thủ, chẳng lẽ là số 21? Su Fan sừng sốt một chút, hỏi, cái gì số 21? Người đang nói gì đấy? Số 18 nhíu nhíu mày, nhìn Su Fan một chút, làm ta không nói. Su Fan trả lời, kỳ thực ta vừa nãy chỉ là tùy tiện nói một chút, người không cần lưu ý, không cần theo ta giải thích. Số 18 sắc mặt hồng hào, dù sao đây là số 18 lần thứ nhất đơn độc đối mặt một người đàn ông. Coi như số 18 là người nhân tạo, cũng là cũng ít nữ tình cảm. Em gái, chúng ta đây là muốn làm giải phẫu, không phải đùa giỡn, người như bây giờ chỉ làm cho giải phẫu mang đến nguy hiểm. Su Fan nghiêm túc nói, hơn nữa. Chúng ta muốn bỏ đi nhưng là một viên bom nặng cân, nếu như sơ ý một chút đem bom cho làm nổ, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, ngươi chỉ sợ cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Số 18 nghĩ nghĩ cũng đúng. Số 18 khuôn mặt hồng hào, đơn giản nhắm hai mắt lại, không dám đi cùng Su Fan đối diện. Bạch, Su Fan không dài dòng nữa, lúc này tay trái trị liệu quang diễm tỏa ra, tay phải nhưng là nhẹ nhàng cắt ra số 18 bụng một cái miệng nhỏ. Sau đó... Su Fan từ số 18 trong thân thể, dùng cái kẹp lấy ra một viên chỉ có lớn chừng ngón cái loại nhỏ bom. Đừng xem này viên bom nhỏ như thế, thế nhưng một khi nổ tung, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Đồng thời, nổ tung trung tâm uy lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, dù cho là vũ trụ đế vương Frieza, nếu như ở nổ tung trung tâm, rất có thể sẽ bị nổ tàn phế. Su Fan trong tay trị liệu quang diễm không ngừng tỏa ra, nhưng số 18 không cảm giác được đau một chút sở. Hô! Bom lấy ra, Su Fan quay về số 18 nói, có thể mở mắt ra. Số 18 mở hai mắt ra vừa nhìn, quả không phải vậy nhìn thấy Su Fan trong tay, đã là nhiều một viên loại nhỏ bom. Số 18 vội vã kiểm tra chính mình thân thể, nhưng là kinh ngạc phát hiện, chính mình thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, thật giống như là chưa từng làm giải phẫu như thế. Nếu không là số 18 nhận ra được chính mình thân thể mới vừa có dị động, nàng thậm chí đều không thể tin được này viên bom là từ trong thân thể của mình lấy ra.